Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 53. Tiếng ầm ầm chấn động thiên địa kịch liệt, nhìn thấy đạo trưởng cương hồn lực kia nghiền ép xuống, đám người Diệp gia không đành lòng nhắm lại hai mắt. Mà người Sở gia, Hoàng phủ gia cùng lục đại gia tộc lại cười trên nỗi đau của người khác, tộc nhân bọn hắn bị Tiêu Phàm giết vô số, muốn người có quan hệ cùng Tiêu Phàm đều chết không có chỗ chôn. Chết đi. Chiến phong lôi đánh bay Tiêu Phàm, quay đầu nhìn nơi xa một cái, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết trước đó nên giết bọn hắn, cũng không cần lãng phí một lần thông thần chi lực. Hồng hộc, mắt thấy trưởng cương sắp rơi vào mặt đất, đột nhiên từng đạo lăng lệ kiếm khí từ trong hư không bốc lên, trưởng cương lôi điện to lớn trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là một kích toàn lực chiến thánh cảnh trung kỳ. Ở đây trừ Tiêu Phàm cùng chiến phong lôi làm sao còn có người ngăn cản được. Chẳng lẽ là nữ tử phong hoa tuyệt đại trước đó trở về? Có người âm thầm suy đoán, nghĩ đến Tô Hỏa. Trước đó Tô Hỏa có thể một trưởng đẩy lui chiến phong lôi, thực lực khẳng định khủng bố hơn so với chiến thánh cảnh trung kỳ, chỉ là nàng trước đó đều không có cứu Tiêu Phàm, hiện tại làm sao có thể trở về đây? Trưởng cương lôi điện dư ba tán đi, đám người rốt cục thấy rõ tất cả bên trong. Đứng nơi đó có bốn đạo thân ảnh, trong đó một người ăn mặc hắc sắc áo mây, phía trên điêu khắc đường viền long văn, bên trong mày kiếm lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, xuyên thẳng tóc mây. Còn có một người ăn mặc áo bào hắc sắc rộng thùng thình, phía trên áo bào lại có thể nhìn thấy một chữ lớn màu trắng, tà. Hai người mặc áo bào trắng khác, trong đó một người dáng vẻ cao to, bào phục trắng hơn tuyết, không nhuốm bụi trần, cả người trong sang tinh khiết, cho người ta một loại cảm giác thoát tục. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ đến một người quen biết, thực sự cùng người kia quá giống nhau. Cuối cùng một người sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt bắn hàn tinh, hai hàng lông mày kiếm hoàn toàn giống soát sơn, bộ ngực rộng rãi có uy phong vạn phu nan địch, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ tới gần. Bốn người đứng lơ lửng trên không giống như bốn chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một loại khí thế không thể địch nổi, dường như muốn xuyên thủng thiên vũ, xé nát thương khung. Các ngươi là ai? Dám ngăn chiến thần điện làm việc, muốn chết sao? Một trưởng lão chiến thần điện phẫn nộ quát, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Bốn người khuôn mặt lạnh lùng không có nói cái gì, tựa như không nguyện ý lãng phí nước bọt, còn người bốn người đều nhìn qua nơi xa bụi bặm răng đầy. Nhìn thấy bốn người không để ý tới bản thân, trưởng lão chiến thần điện triệt để phẫn nộ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm. Vô tận huyết quang phóng lên tận trời, một thân thể máu me đầm đìa từ trong bụi bặm đứng lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Hắn giữ tợn che mặt, vô tận sát khí từ trên người hắn cuồn cuộn nở rộ, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, như thủy triều lao nhanh, bành trướng không thôi. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Một trong bốn người mở miệng nói, chính là thanh niên trên áo bào thêu một chữ tà. Xin lỗi, chúng ta tới muộn. Một người khác trên áo bào thêu đường viền long văn chậm chạp nói, trong giọng nói có chút vẻ áy náy. Cận tà, Long Tịch, Tiêu Phàm nhìn thấy hai người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha ha lên, không tới chậm, các ngươi tới rất đúng lúc. Bọn hắn kịp thời chạy tới cứu tiểu ma nữ cùng Lăng Phong bọn hắn một mạng, Tiêu Phàm tự nhiên là phát ra cảm kích bọn hắn từ nội tâm, làm sao có thể ghét bỏ bọn họ tới chậm được. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía hai người khác nói, chắc hẳn hai vị này chính là tứ đại sát vương Mộ Dung Giả cùng Lãnh Tiếu Nhận. Hai người hơi hơi gật đầu, nhìn thấy xương cánh phía sau Tiêu Phàm cùng Tu La Huyết Hải dưới chân, trong mắt hai người tràn đầy phức tạp. Tứ đại sát vương, đám người nghe vậy có người kinh hô mà ra, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tứ đại sát vương là ai, đừng nói Nam Vực, chính là Bát Vực cũng nổi tiếng. Cũng không phải bởi vì thực lực bọn hắn nghịch thiên như thế nào, mà là bởi vì bọn hắn là từ trước tới nay chiếm lấy vị trí sát vương liền rời khỏi tam đại tổ chức sát thủ. Rất nhiều đại thế lực, đại gia tộc đều đã từng nghĩ tới mời chào bọn hắn, nhưng những năm này bốn người bọn hắn lại tựa như hoàn toàn biến mất, không ai có thể tìm được tung tích bọn hắn. Nhưng mà hiện tại, bốn người vậy mà đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn là tới cứu Tiêu Phàm, việc này khiến bọn hắn bình tĩnh như thế nào? Rất nhiều người lại nghĩ đến một vấn đề, tứ đại sát vương không phải rời khỏi tam đại tổ chức sát thủ à,
tại sao lại cùng Tiêu Phàm qua lại như vậy đây? Tiêu Phàm là lâu chủ Huyết Lâu, đồng dạng cũng là người tam đại tổ chức sát thủ. Cận ta, năm đó giao dịch còn có hiệu lực không? Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa. Giao dịch tự nhiên hữu hiệu. Cận ta gật gật đầu, chỉ là thần sắc trở nên có chút phức tạp, mặc dù hắn sớm đã biết rõ Tiêu Phàm được Tu La truyền thừa, trở thành Tu La Điện điện chủ, nhưng thấy đến lại là một chuyện khác. Bất quá! Cận ta lời nói xoay chuyển, vừa cười nói, giao dịch đến thời điểm mà nói, lúc trước ta cũng đã có nói, nếu như ngươi chiếm lấy đệ nhất sát phương thí luyện sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật, hôm nay, bốn người chúng ta liền mặc cho ngươi phân công. Đa tạ! Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn mấy người nói, mặc dù hắn biết rõ bốn người này muốn cầu cạnh bản thân, nhưng Tiêu Phàm vẫn là phát ra cảm tạ từ nội tâm, nếu như không có bọn hắn, tiểu ma nữ bọn hắn đã chết, hít sâu một cái nói còn mời bốn vị mang theo người yêu cùng huynh đệ của ta rời đi. Được. Bốn người gật gật đầu, đứng ở bốn phương tám hướng đem tiểu ma nữ cùng Lăng Phong bọn hắn bảo hộ ở trong, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Bốn chiến đế đỉnh phong mà thôi, còn có thể lật ra sóng lớn hay sao? Chiến phong lôi gào thét một tiếng, sát khí nặng nề xông lên. Thân thể Tiêu Phàm quá mức quỷ dị, bị một lần lại một lần trọng thương nhưng mà bây giờ còn có thể đứng đấy, sức khôi phục cũng quá kinh người, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm dây dưa. Chiến phong lôi chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng bất hủ ý chí, năng lực khôi phục thân thể lại cường đại hơn nhiều. Mặt khác, hắn hiện tại không hoàn toàn là tu la thần thể, chỉ cần không có cụt tay cụt chân, liền có thể dùng hồn lực nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây cũng là nguyên nhân hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại, bằng không mà nói, sớm đã bị chiến phong lôi diệt. Bởi vậy, chiến phong lôi cũng không dám tiếp tục kéo dài, hắn luôn cảm giác kéo dài càng lâu, ngoài ý muốn thì sẽ càng nhiều, nếu thời gian ngắn không giết chết Tiêu Phàm, vậy trước tiên giết nữ nhân và huynh đệ hắn. Hai chiến thần điện trưởng lão kinh tỉnh lại cũng vội vàng đuổi theo, chiến phong lôi nổi giận, bọn hắn không đảm đương nổi hậu quả, thậm chí, người lục đại gia tộc cũng không cam chịu lạc hậu. Đám người lại kinh ngạc không thôi, bốn người thực chỉ là chiến đế đỉnh phong. Chiến đế đỉnh phong có thể phá vỡ công kích chiến thánh trung kỳ sao? Giết, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, không chút do dự ngăn khuất trước mặt chiến phong lôi. Thực lực hắn không phải đối thủ chiến phong lôi nhưng tốc độ lại không chậm bao nhiêu. Tự tìm cái chết. Chiến phong lôi hứ lạnh một tiếng, một quyền đem Tiêu Phàm đánh bay, hướng về vị trí tiểu ma nữ bọn hắn phóng đi. Đồng thời, trong tay trái đột nhiên nhiều xuất hiện một chuôi trường đao, hàn quang bắn ra bốn phía, hắn đã triệt để động sát ý. Ngay sau đó, chiến phong lôi thân thể hóa thành cực tốc, phóng tới Tiêu Phàm. Tốc độ chiến phong lôi đáng sợ biết bao, Tiêu Phàm giờ phút này bị một quyền đánh bay căn bản không có lực phản kháng, nhìn thấy chiến phong lôi cầm trường đao trong tay đánh tới, mí mắt Tiêu Phàm cũng nhảy một cái. Mặc dù lực phòng ngự cùng sức khôi phục kinh người nhưng điều kiện tiên quyết là không có thương tổn căn cơ. Nếu như nhất đao chạm đầu hắn, cho dù hắn nắm giữ bất hủ ý chí, bất diệt kim thân cùng không hoàn toàn tu la thần thể thì như thế nào, vẫn phải chết. Tiêu Phàm trước tiên điều động lực lượng vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn, muốn tránh thoát một kích tất sát chiến phong lôi đáng tiếc vẫn không kịp. Tốc độ chiến phong lôi nhanh đến vượt qua hắn tưởng tượng, Tiêu Phàm căn bản không thể trốn đi đâu được. Chẳng lẽ ta sẽ chết? Đây là suy nghĩ lóe qua trước tiên trong đầu Tiêu Phàm, hắn dốc hết toàn lực hướng một bên tránh đi, cũng ngay tại thời khắc nghiêng người, con người Tiêu Phàm đột nhiên mãnh liệt rung động một cái. Phốc! Thanh âm hàn đao chui vào thân thể vang lên, máu tươi nóng hổi phun trên mặt Tiêu Phàm, con người màu đỏ tươi kịch liệt co rút lại, đều là vẻ sợ hãi. Trước người Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người xinh đẹp, váy dài nhuốm máu, huyết phát bay lên, một chuôi đao nhọn từ ngực nàng chui ra sau lưng. Hàn đao nhuốm máu, phun ra lợi mang, Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ đau nhức như kim đâm. Cũng không phải hàn mang đau nhói hắn. Mà là sinh cơ bên trong cơ thể xinh xắn kia nhanh chóng trôi qua khiến Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được, bởi vì bóng hình xinh đẹp kia không phải người khác, chính là tiểu ma nữ. Tại thời khắc hàn đao chiến phong lôi tới gần Tiêu Phàm, tiểu ma nữ thi triển ra hư không thần đằng bí kỹ, thuấn di ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Nàng gắt gao nắm lấy tay chiến phong lôi, thẳng đến giờ phút này, tiểu ma nữ mới rốt cục biết rõ,
tại sao ca ca Diệp Lâm Trần của nàng sẽ vì bản thân ngăn trở một kiếm kia? Bởi vì ai cũng không muốn nhìn thấy người bản thân yêu mến nhất chết đi, ở trong mắt Diệp Lâm Trần, muội muội này chính là tất cả hắn cần thủ hộ. Đồng dạng, ở trong mắt tiểu ma nữ, dù là vì Tiêu Phàm mà chết cũng đáng. Không được, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, hắn không lại nghĩ đến thoát đi nơi đây, mà là hao hết toàn lực phóng tới chiến phong lôi. Hắn không biết lực lượng đến từ nơi nào, đột nhiên bấm tay chiến phong lôi cầm đao, sau đó một cước đá vào bụng hắn, chiến phong lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa như tia chớp bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm vội vàng ôm tiểu ma nữ, vững vàng rơi phía trên mặt đất. Con người hắn kịch liệt run rẩy, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, lực lượng bạch thạch điên cuồng hướng về thể nội tiểu ma nữ dũng mãnh lao tới, nhưng mà khiến Tiêu Phàm tuyệt vọng là, sinh cơ tiểu ma nữ vẫn nhanh chóng trôi qua. Trong thể nội tiểu ma nữ có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đang không ngừng hủ thực sinh cơ nàng, Tiêu Phàm rất rõ ràng đó là thông thần chi lực. Chỉ có chiến thần thông thần chi lực trong truyền thuyết mới làm cho hắn không thể làm gì, bởi vì hắn thực lực có hạn, lực lượng bạch thạch cũng không phải là vạn năng. Tỏa hồn châm, Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy, sau đó lấy ra một cái long văn kim châm, từ đỉnh đầu tiểu ma nữ đập vào. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm thất vọng là, tỏa hồn châm chỉ có thể hơi làm dịu tốc độ tinh khí thần tiểu ma nữ trôi qua, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cứ như thế, tiểu ma nữ sẽ phải chết. Số lưu manh, ta nói, ta có thể bảo hộ ngươi, ta không có lừa ngươi. Tiểu ma nữ buồn bã cười một tiếng, yếu ớt nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Nhìn thấy bộ dáng tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lo lắng đau nhức, hắn dùng hết tất cả biện pháp làm dịu sinh cơ tiểu ma nữ trôi qua, nhưng mà thân thể tiểu ma nữ vẫn như cũ càng ngày càng suy yếu, ngay cả lời đều nói không ra. Chiến phong lôi, ta muốn xé xác ngươi. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn tiểu ma nữ đã hấp hối, sát tâm hắn nổi lên. Bỗng nhiên, thân thể Tiêu Phàm vặn vẹo một trận, trên trán mọc ra một đôi sừng dài huyết sắc đan sen hung mang, con ngươi màu đỏ ngòm hãm sâu bên trong, liếc mắt nhìn một cái, tu sĩ không ai dám động dung. Giờ khắc này, toàn trường đều câm như hến, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, cảm giác toàn thân run lên. Một loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng mọi người nổi lên. Giờ phút này Tiêu Phàm mới là tu la hoàn toàn thể chân chính. Vì báo thù cho tiểu ma nữ, dù là chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giết chiến phong lôi, diệt chiến gia. Cái gì mất đi tự chủ ý thức, Tiêu Phàm căn bản không cố kỵ nhiều như vậy, cho dù huyết nhiễm thanh thiên thì như thế nào. Lúc Tiêu Phàm biến thành tu la hoàn toàn thể, ý thức hắn cũng triệt để mẫn diệt, giờ phút này, hắn chỉ là một cỗ máy giết chóc, hung lệ, đáng sợ. Tu sĩ không ai dám động, bọn hắn dường như nhìn thấy một mảnh huyết tinh đầy trời, rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch tại sao Tu La Điện Chủ sẽ đáng sợ như thế. Toàn thân chiến phong lôi run rẩy kịch liệt, hắn gian nan từ mặt đất đứng dậy, vừa nãy Tiêu Phàm một cước kia làm hắn sợ hãi tới cực điểm, xương sườn trong cơ thể gãy tận mấy cái. Nếu như không phải nắm giữ thông thần chi lực, hắn giờ phút này đã chết không thể lại chết. Đi mau, nơi xa, Long Tịch mấy người cùng Lục Đại gia tộc chém giết đột nhiên biến sắc, mấy người không chút do dự mang theo nhóm bản tử đạp không mà lên, thoáng cái liền biến mất ở chân trời. Bốn người rất rõ ràng tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì, lưu ở chỗ này, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Tất cả mọi người Diệp gia nghe lệnh, rời thượng trọng thiên. Diệp Thệ Thủy kêu to, hắn đạp không hướng về vị trí Diệp Thi Vũ bay đi, đột nhiên toàn thân hiện nổi da gà. Chỉ thấy một đôi mắt huyết hồng đột nhiên hướng về hắn quét tới, Diệp Thệ Thủy toàn thân giật mình, kinh ngạc nói, dù là biến thành Tu La, đánh mất ý thức, hắn còn muốn bảo hộ Thi Vũ. Hít sâu một cái, Diệp Thệ Thủy vẫn là hướng về nơi xa bay đi. Đồng dạng, người Lăng gia, Tô gia cùng Úy Chỉ gia tộc cũng không chút do dự rời đi. Tiêu Phàm biến thành Tu La đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn bên trên sách đã thấy qua. Bọn hắn tin tưởng, không bao lâu nữa nơi này liền sẽ triệt để biến thành một mảnh Tu La tràng. Người Sở gia, Hoàng Phủ gia tộc, Độc Cô gia tộc, Giang gia, Ngô gia, Công Tôn gia tộc muốn đi nhưng mà lại cảm giác một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ bọn hắn, tất cả mọi người căn bản không thể động đậy.
Sớm tại trước đó, phệ hồn huyết tàm đã khóa chặt bọn hắn, không giết bọn hắn, Tiêu Phàm thề không bỏ qua, làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Dù là không ý thức, hắn sát ý cũng tập trung vào bọn hắn. Hô, không ai từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã bên cạnh Chiến Phong Lôi, xương cánh như đao lăng không chém một cái, hư không đều giống như bị vạch phá. Con người Chiến Phong Lôi run lên, trường đao trong tay không chút do dự nghênh đón, bang một tiếng, trường đao vỡ vụn, xương cánh tay dọc theo ngực bị chém xuống. Chiến Phong Lôi phản ứng cực nhanh, lại tránh thoát một kiếp, nhưng trên ngực lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Ngay sau đó, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm lăng không một kích, kiếm khí màu đỏ ngòm chói mắt bao phủ hư không, Chiến Phong Lôi kêu thảm một tiếng, một cái tay khác bị Tiêu Phàm chạm xuống, máu tươi chảy ra. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Không đúng, nói cho đúng, giờ phút này Tiêu Phàm đã không còn là Tiêu Phàm, mà là Tu La, bị Tu La giết chóc tràn ngập não hải. A Chiến Phong Lôi kêu thảm, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn rốt cục biết rõ bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là hắn quá khinh thường Tu La. Lúc Tu La huyết mạch triệt để sôi trào, Tiêu Phàm không tự chủ ý thức quá là đáng sợ. Dù Tiêu Phàm chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này thực lực hắn đã không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, sớm đã đánh vỡ tất cả quan niệm truyền thống chiến hồn đại lục. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều là nhất trọng thiên, nhưng mà hai ba tiểu cảnh giới chênh lệch trước mặt Tu La điện chủ, tất cả những thứ này đều là cặn bã, một kiếm xé nát, một quyền oanh phá. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, chiến thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy mắt Tiêu Phàm không biểu tình, Chiến Phong Lôi rốt cục sợ hãi. Lục đại gia tộc nhìn thấy Chiến Phong Lôi cầu tha, hy vọng cuối cùng trong lòng bọn hắn cũng triệt để phá diệt, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Mọi người đào tẩu quay đầu thấy cảnh này cũng không nhìn được trợn tròn mắt, Chiến Phong Lôi lại xin Tiêu Phàm khoan dung. Phốc, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là, Tiêu Phàm căn bản bất phi sở động, Tu La kiếm gắng sức chém xuống. Đầu Chiến Phong Lôi cao cao bị ném lên. Trong con người hắn chỉ có kinh khủng, không còn gì khác. Ta! Đầu Chiến Phong Lôi phun ra một chữ liền bị một đạo kiếm mang phá tan thành từng mảnh, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm dám giết hắn, trong lòng hắn cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giết Tiêu Phàm. Bởi vì hắn là điện chủ phân điện Chiến Thần Điện, giết hắn chính là đối địch với Chiến Thần Điện, Tu La Điện điện chủ còn chưa trưởng thành lại dám cùng Chiến Thần Điện phân tranh. Đáng tiếc, giờ phút này trong đầu Tiêu Phàm không có gì mà có dám hay không, hắn đã đánh mất ý thức, chỉ muốn giết chóc, trước mắt thu gặt lấy sinh mệnh. Chiến Phong Lôi chết, đám người hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là đệ nhất nhân vô song thánh thành, hắn lại bị Tiêu Phàm giết chết. Đây chính là cường giả chiến thánh trung kỳ, trước mặt chiến đế cảnh Tu La điện chủ vậy mà không chịu nổi. Vô song thánh thành cùng Nam vực thật sẽ biến thiên sao? Trong lòng rất nhiều người dâng lên một loại dự cảm bất an, vô song thánh thành hơn ngàn năm đến nay chưa bao giờ phát sinh náo động lớn, Tiêu Phàm đến đánh vỡ bình tĩnh hơn ngàn năm. Hôm nay, vô song thánh thành nhất định là một đoạn thời gian đổ máu, người tử thương sớm đã đếm không hết, xung quanh phủ đệ Diệp gia trong vòng 10 dặm toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại hư không, liền hô hấp đều có chút ngạt thở. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang đem tu sĩ kinh tỉnh lại, chỉ thấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm vũ động, đem thi thể Chiến Phong Lôi chạm vỡ nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập hư không. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có hận một người như thế, dù là hiện tại không có ý thức, hắn cũng không muốn lưu Chiến Phong Lôi toàn thây. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động, con người bỗng nhiên chuyển hướng hai trưởng lão Chiến Thần Điện, hai người nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, toàn thân run rẩy không thôi. Một chút chất lỏng màu vàng từ khố hạ chảy ra. Đường đường chiến thánh cảnh trung kỳ lại bị dọa đái ra quần, trước mặt tử vong, có vẻ như tất cả mọi người đều sẽ sợ hãi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có ý tứ buông tha bọn hắn, thời khắc một đạo huyết quang xẹt qua, hai trưởng lão hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Hư không khắp nơi đều tràn ngập máu tươi, liền thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc, chính như trong miệng tu sĩ thế hệ trước nói tới, Tu La xuất thế. Huyết nhiễm thanh thiên. Hiện tại không phải liền là huyết nhiễm thanh thiên sao? Theo huyết phụ tràn ngập hướng nơi khác,
toàn bộ thượng trọng thiên đều biến thành huyết sắc. Tiêu Phàm cũng không có dừng tay, mục tiêu tập trung vào người lục đại gia tộc còn lại. Tu sĩ lục đại gia tộc ra sức chạy trốn nhưng mà phần lớn người phát hiện hai chân không nghe sai khiến. Giết, 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 giết lang lãng càn khôn, giết huyết nhiễm thanh thiên. Trong đầu Tiêu Phàm chỉ tồn tại không ngừng giết chóc, vẻn vẹn không đến thời gian một chén trà, người lục đại gia tộc liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Nhưng mà hắn vẫn không có đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía thượng trọng thiên, ánh mắt bên trong trừ giết chóc chính là hủy diệt. Lúc Tiêu Phàm biến thành tu la chi thể không hoàn toàn, hắn liền đã thi triển kế hoạch, phủ đệ Sở gia cùng lục đại gia tộc xuất hiện từng đầu hồn điêu thú, trong miệng ngậm lấy một cái bình ngọc xông vào phủ đệ. Từ một khắc kia trở đi, tiếng kêu thảm thiết liền từ phủ đệ lục đại gia tộc truyền ra, trong bình ngọc không là gì khác, chính là hoàng tuyền bất tịch mịch. Nếu lục đại gia tộc vô luận như thế nào đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm làm sao có thể không có chuẩn bị đây? Dù là lục đại gia tộc cho hắn một đường lui, Tiêu Phàm cũng sẽ không tâm ngoan như thế, dù sao luôn có một số người là vô tội. Nhưng mà lục đại gia tộc một đến hai, hai đến ba lần xuất thủ, Tiêu Phàm lửa giận cũng triệt để bị thiêu đốt. Lúc hồn điêu thú động thủ một khắc đã định trước kết cục lục đại gia tộc, trừ người bên ngoài lịch luyện, những người khác tuyệt đối đều chạy không được, chó gà không tha. Còn người Tiêu Phàm màu đỏ tươi cũng giống như nhìn thấy tất cả nơi xa, trong mắt của hắn là một mảnh tĩnh mịch, đâu đâu cũng có thi thể. Bất quá, hắn vẫn không có đình chỉ, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây phía trên, chỗ sâu tầng mây có một tòa phù đảo to lớn. Phía trên phù đảo là hoàng cung Kim Bích Huy san sát, nổi bật ra trang nghiêm cùng uy nghiêm, nơi này chính là chúa tể vô song thánh thành, chiến thần điện. Giống Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đạp chân xuống, trong hư không xuất hiện một đạo huyết sắc lưu quang, sau một lát, phía trên cửu tiêu truyền đến một tiếng nổ vang. Chỉ thấy Tiêu Phàm dẫm lên phù đảo to lớn phía trên giống như địa chấn, cả tòa phù đảo đều bỗng nhiên rung rung. Từng đầu khe rãnh to lớn từ dưới chân hắn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Phía dưới phù đảo, thạch đầu to lớn lăn xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Ai dám phạm chiến thần điện, tự tìm cái chết, địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nghênh địch. Từng tiếng gầm thét vang lên, chấn động cửu tiêu, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện ở không trung, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vây giết. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm đáng sợ. Chỉ biết rõ thể sống chết thủ vệ chiến thần điện, đây là nơi không thể xâm phạm trong lòng bọn hắn. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là từng đạo lăng lệ kiếm mang, vô số huyết hoa tại hư không nở rộ, tay chân rơi đầy đất. Ai có thể nghĩ qua, chiến thần điện quan sát cả tòa vô song thánh thành cùng toàn bộ Nam vực, vậy mà cũng có người dám đánh tới cửa. Nơi xa không ngừng có người hướng tới, con người Tiêu Phàm lạnh lùng vô tình, kiếm khí khủng bố chém hướng mây xanh. Vô số sát phạt lợi kiếm lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Những người liều chết xung phong trong nháy mắt bị kiếm khí gạt bỏ, vô số cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, chiến phong lôi cũng đã chết, chiến thần điện có ai là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Đồ sát trần trụi, nếu như chiến phong lôi không kích giận Tiêu Phàm, nếu như chiến phong lôi không giết tiểu ma nữ, nếu như... Đáng tiếc không có nếu như... Kết cục chiến thần điện đều là một tay chiến phong lôi tạo thành, hoặc có lẽ là, chiến cuồng tôn một tay tạo thành, thậm chí có thể nói Sở Nhãn Nam một tay tạo thành. Lúc đầu căn nguyên là Sở Nhãn Nam, hắn nếu không có dùng quan tiểu thất đến uy hiếp Tiêu Phàm, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Có thời điểm, con bướm gãy cánh cũng có thể nhấc lên sóng biển to lớn, có nhân tất có quả, phân điện chiến thần điện bị hủy diệt chính là hậu quả chiến phong lôi hắn phải gánh vác. Không đến 100 hơi thời gian, chiến thần điện trở thành một mảnh tử địa, rốt cuộc không có bất kỳ sinh mạng nào, chiến gia cũng gần như diệt tộc, thậm chí ngay cả phù đảo đều kém chút vỡ nát ra. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm rung động mây xanh, dưới chân hắn huyết hải gầm thét mãnh liệt. Hắn rất muốn giết người, nhưng bốn phía đã không có bất kỳ sinh mạng nào, chẳng biết tại sao, trong con người Tiêu Phàm đều là vẻ mờ mịt, hắn cảm giác bản thân mất đi thứ trọng yếu nhất. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng đều nhớ không nổi, đành phải ôm đầu chu lên. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm quét về phía dưới, hai bó huyết quang từ trong con người bắn ra, như có người động đến thứ đồ trọng yếu nhất sinh mệnh hắn. Gào lên một tiếng,
Tiêu Phàm cấp tốc đáp xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên lôi đài Diệp Phủ, giữa một mảnh đất trống chưa từng bị máu tươi nhiễm đỏ nằm một đạo thân thể suy yếu, chính là tiểu ma nữ. Một bộ váy dài trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, nàng gian nan ngồi xuống, khiến nàng rất ngạc nhiên là, lực lượng thông thần chi lực thể nội vậy mà chậm rãi biến mất, nàng cũng khôi phục một tia sinh khí. Con người thu thủy bốn phía tìm kiếm lấy tung tích Tiêu Phàm, nhưng mà in dấu vào tầm mắt nàng chỉ có thi thể đầy đất. Chết, tất cả mọi người đều chết. Bất quá, nàng tâm tư không có quan tâm những người này chết sống, bởi vì bọn hắn đáng chết. Tiểu ma nữ chỉ lo lắng Tiêu Phàm, hắn biến thành tu la hoàn toàn thể đã triệt để biến thành cỗ máy giết chóc. Nếu như không kịp đánh thức hắn, có lẽ cả đời này Tiêu Phàm đều sẽ quên mình là ai, quên nàng là ai, mãi mãi cũng ở trong giết chóc cùng huyết tinh. Đương nhiên, chiến hồn điện cùng chiến thần điện là sẽ không bỏ qua hắn, vô song thánh thành nhiều người tử vong như vậy, nhị điện nhất định sẽ truy nã Tiêu Phàm toàn bộ đại lục. Đây không phải điều tiểu ma nữ muốn thấy, dù người chết là nàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không cần tìm hắn, hắn đã không thể cứu. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hư không vang lên, thanh âm êm tai động nhân, giống như tiếng trời. Ai, tiểu ma nữ giật mình, mờ mịt liếc nhìn lấy bốn phía, nhưng mà lại không thấy được bất luận bóng người nào, bất quá nàng vẫn tranh luận nói, ai nói hắn không cứu được, hắn nhất định nhận ra ta nhất định có thể đánh thức hắn. Nhận biết ngươi, thanh âm tiếp tục vang lên, ở cách ba trượng có hơn phía trước đột nhiên toát ra hai đạo thân ảnh, cầm đầu là một nữ tử chừng hơn 20 tuổi. Nàng dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, một bộ váy lụa màu xanh nhạt phác họa ra dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng nõn dường như muốn chảy ra nước, tại mi tâm có một vòng chu sa đỏ. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, tựa có một cỗ chi khí phiêu miểu nhẹ nhàng, khí nhược u lan, dung nhan tuyệt lệ, không thể nhìn thẳng, so với tiểu ma nữ thanh thuần, nàng lại thêm mấy phần cao nhã. Bên người nữ tử còn có một tiểu hài 5-6 tuổi, nắm lấy chân. Mặc một bộ y phục rách nát, cùng nữ tử hình thành so sánh rõ ràng. Tu la hoàn toàn thể một khi đánh mất ý chí không có người nào có thể tỉnh lại, xưa nay 18 đời tu la điện chủ cũng không dám biến thành hoàn toàn thể, hắn bây giờ chỉ là chiến đế cảnh, làm sao có thể làm được. Nữ tử thanh âm tiếp tục vang lên, thanh âm nhu hòa mà thanh thúy, dễ nghe, có thể trấn an tình cảm. Nói đến đây, nữ tử thở dài, nhỏ giọng lầm bầm nói, có lẽ... lại phải đợi 1000 năm. Các ngươi là ai? Tiểu ma nữ đề phòng nhìn hai người, thế nhưng lại chẳng biết tại sao, tiểu ma nữ từ trên người hai người cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, dường như thân nhân mình, hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được hai người này đối với nàng cũng không có ác ý. Theo ta đi, ngươi tự nhiên là biết rõ ta là ai, cũng có thể biết rõ ngươi là ai, ngươi cũng mới có thể cảm nhận được, chúng ta cùng ngươi là như nhau. Nữ tử miệng phun hương lan. Trong nháy mắt một chút, một vệt sáng chui vào thể nội tiểu ma nữ, sau một khắc, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy vết máu trên người tiểu ma nữ chậm rãi biến mất, sinh cơ trong cơ thể cũng biến thành vô cùng bàng bạc. Phải biết, thương thế trên người tiểu ma nữ liền bạch thạch đều không làm gì được, lại được cô gái này búng tay cứu tốt. Đương nhiên, hiện tại tiểu ma nữ cùng trước đó lại không giống. Trước đó nàng thể nội còn có thông thần chi lực rảo sát sinh cơ nàng, mà bây giờ lại chỉ là thụ thương mà thôi. Tiểu ma nữ cau mày, lúc này mới mở miệng, thử hỏi, các ngươi cũng là người hồn tộc. Nữ tử gật đầu, ngẩng đầu nhìn không trung, trong con ngươi lóe qua vẻ buồn bã, nói, ta cũng không hy vọng hắn mê thất bản thân, nhưng kết quả đã chú định, ai cũng đổi không được. Huyễn Ngân tỷ tỷ, ta tin tưởng Tiêu đại ca có thể vượt qua kiếp nạn này. Lần trước hắn cũng biến thành bộ dáng này, về sau không phải cũng khôi phục bình thường sao? Đột nhiên, tiểu hài bên cạnh mở miệng nói. Tiêu đại ca, tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn đứa trẻ này, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đứa trẻ này vậy mà cũng biết Tiêu Phàm. Ta tên Sở Phiền, trước đó ở cùng với Tiêu đại ca. Tiểu hài cũng giống như nhìn ra nghi ngờ trong lòng tiểu ma nữ, vội vàng nói. Không sai. Bé trai 5-6 tuổi chính là Sở Phiền mất tích, lúc ấy Sở Phiền bọn hắn bị Lăng Thi Thi mang về Thượng Trọng Thiên, trên đường bị người hạ độc, khi có người bắt bọn hắn, Sở Phiền trước tiên biến thành trạng thái hồn hóa. Cho nên Sở Nhãn Nam cũng không bắt được Sở Phiền,
thậm chí không biết có Sở Phiền tồn tại, đây cũng là nguyên nhân trước đó Tiêu Phàm hỏi vì không thấy hắn. Bất quá, Sở Phiền chưa hồn hóa xong cũng bị dính Thất Nhật Diêm Vương, thiếu chút nữa thì chết, chính là được nữ tử tên Trầm Huyễn Ngân cứu. Ngươi cũng tin tưởng Tiêu đại ca có đúng không, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Tiểu ma nữ rốt cục cười lên, nhưng trong lòng nàng thì ngưng trọng vô cùng. Sở Phiền, ngươi thực sự từng thấy hắn biến thành tu la? Trầm Huyễn Ngân đôi mắt đẹp lấp lóe, hiển nhiên có chút không tin. Ân. Sở Phiền trùng điệp gật đầu, lúc đầu tại U Minh Thâm Giản, hắn xác thực nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành tu la, mặc dù không biết Tiêu Phàm cuối cùng là làm sao khôi phục, nhưng xác thực khôi phục. Ân, đột nhiên, Trầm Huyễn Ngân cau mày một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại nhìn thấy một đạo huyết sắc lưu quang cực tốc đáp xuống, lập tức lo lắng nói, theo ta đi. Ta không đi, tiểu ma nữ vội vàng lui ra phía sau mấy bước, con người vô cùng kiên quyết. Mặc dù nàng cũng cảm nhận được một cỗ sát ý đáng sợ. Trầm Huyễn Ngân cau mày một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn tiểu ma nữ cùng là hồn tộc nên nàng mới xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà nàng còn chưa tới cấp độ khăng khăng phải cứu tiểu ma nữ, đương nhiên nàng cũng rất muốn nhìn thấy, phải chăng Tiêu Phàm có thể như Sở Phiền nói, có thể tỉnh lại. Nếu như Tiêu Phàm có thể thức tỉnh, đối với rất nhiều người mà nói là một tin tức tốt đẹp. Đưa tay vung lên. Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền tại chỗ biến mất, hai người tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ có tiểu ma nữ giang hai cánh tay, ánh mắt kiên nghị nhìn phía xa. Đạo kia huyết quang đến rất nhanh, khí thế đáng sợ đập vào mặt tiểu ma nữ, thân thể lần nữa bắn ngược lại trên mặt đất, thân thể áp sát vào mặt đất. Rốt cục, thân ảnh Tiêu Phàm in dấu vào tầm mắt tiểu ma nữ, nhìn Tiêu Phàm mắt không biểu tình, toàn thân nhuốm máu, khóe mắt tiểu ma nữ nước mắt bay tứ tung. Số lưu manh, ta là tiểu ma nữ. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần, tiểu ma nữ cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét. Giờ phút này nàng căn bản không thoát được, sinh mệnh đã bị khống chế trong tay Tiêu Phàm, tâm nàng phù 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 nhảy lên, khẩn trương tới cực điểm. Nàng không phải e ngại tử vong, mà là lo lắng không cách nào đánh thức Tiêu Phàm, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành cái xác không hồn. Thời khắc tiểu ma nữ lớn tiếng hô lên. Thân thể Tiêu Phàm rõ ràng run lên, chỗ sâu trong đầu hắn, bên trong vô tận huyết hải có một đạo ánh sáng yếu ớt lấp lóe một cái. Bất quá cũng vẻn vẹn lấp lóe một cái mà thôi, sau đó lại ảm đạm xuống dưới, bên trong huyết hải mênh mông, điểm sáng giống như giọt nước trong biển cả, căn bản tìm không thấy. Thật có phản ứng, trong hư vô, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, chính là thanh âm Trầm Huyễn Ngân. Vừa nãy... Động tác thân thể Tiêu Phàm bị nàng thấy rất rõ ràng, sau đó vội vàng nói, Diệp Thi Vũ, mau gọi hắn tỉnh dậy, nhất định đừng có ngừng. Giờ phút này, Trầm Huyễn Ngân trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, tộc trưởng đã từng nói qua, Tu La chính là hóa thân của vô tình cùng giết chóc, nhưng Tu La cường đại nhất cũng không phải là vô tình Tu La, mà là hữu tình Tu La, chẳng lẽ Tiêu Phàm. Số lưu manh, ngươi không phải nói, rốt cuộc sẽ không để ta rơi lệ sao? Ca ca chết. Hiện tại chỉ có ngươi là người thân nhất, ngươi không tỉnh lại, ta một người làm sao bây giờ? Số lưu manh, hiện tại ta chỉ có ngươi, ngươi đều không quan tâm ta sao? Nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, tiểu ma nữ lập tức không sợ người khác làm phiền kêu to lên, vừa nãy nàng cũng cảm nhận được khí thế bao phủ trên người trong nháy mắt biến mất. Thanh âm tiểu ma nữ truyền vào lỗ tai Tiêu Phàm, hắn đột nhiên đình chỉ thế công, đứng ở hư không, sau đó ôm đầu hét thảm lên. Đập ầm ầm trên mặt đất. Chỗ sâu trong óc Tiêu Phàm, quang mang yếu ớt không ngừng lấp lóe, giống như trong mê thất đột nhiên tìm tới một cái phương hướng. Tiểu ma nữ dường như hải đang dẫn đường cho điểm sáng, trong biển máu nhanh chóng ghé qua. Tiểu ma nữ đang gọi ta, nàng còn sống, bên trong huyết hải vang lên một đạo thanh âm kinh hỉ, đây chính là ý thức Tiêu Phàm. Tu La hoàn toàn thể cũng không phải là chôn vùi ý thức Tiêu Phàm mà là tù hồn ý thức Tiêu Phàm trong vô tận sát lục huyết tinh và vô hạn huyết hải. Mà ý thức Tiêu Phàm chính là điểm sáng yếu ớt kia, bên trong huyết hải quá mức nhỏ bé, bốn phương tám hướng đều không có cuối cùng, hắn tự nhiên tìm không thấy phương hướng rời đi. Như thế, cho dù trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, Tiêu Phàm cũng đừng hòng tỉnh táo lại, thật sự là biển máu này đối với hắn mà nói quá lớn. Liền tựa như một cái mê cung rộng lớn, hắn hãm sâu trong đó rất khó tìm tới phương hướng chính xác.
có lẽ vạn năm sau, hắn vận khí tốt có thể một lần nữa tỉnh lại, nhưng một người tuổi thọ lại có bao lâu đây? Đây cũng là nguyên nhân Trầm Huyễn Ngân sở dĩ nói, lịch đại Tu La Điện Chủ cũng không dám biến thành Tu La hoàn toàn thể. Bất quá câu có lời nói đúng, Tu La mặc dù là do vô tình cùng giết chóc biến thành, nhưng vô tình Tu La không phải cường đại nhất, bởi vì vô tình Tu La chỉ là một cỗ máy giết chóc đáng thương mà thôi. Người vô tình, một khi mê thất bên trong huyết hải, mặc dù có người kêu gọi hắn, hắn cũng là không có khả năng tin tưởng, ở trong mắt vô tình Tu La chỉ có hắn mới đáng giá tin tưởng. Nhưng hữu tình Tu La khác biệt, trừ bản thân, hắn còn có thể tin tưởng người khác, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể từ trong biển máu tỉnh lại. Lần này kỳ thật cùng lần trước Sở Phiền nhìn thấy không giống, lúc ấy là đủ loại ý chí điên cuồng công kích tới Tiêu Phàm, mà lần này lại là Tiêu Phàm tự nguyện biến thành Tu La chi thể. Giống Tiêu Phàm kêu thảm, trên mặt đất không ngừng xuyên loạn, thân thể cứng rắn đem mặt đất đào thành hang, mà thân thể lại không có bất kỳ dị dạng gì. Tiếng kêu tiểu ma nữ không có đình chỉ, nàng tiếp tục hô hào, nhìn thấy Tiêu Phàm dãy giụa thống khổ, trong lòng nàng không đành lòng nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bên trong não hải, điểm sáng ý thức Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh âm tiểu ma nữ cũng càng lúc càng lớn, nghe được thanh âm này, điểm sáng ý thức cũng càng ngày càng sáng. So với báo thù, Tiêu Phàm càng muốn trở về cứu tiểu ma nữ, chỉ là bởi vì hắn không thể làm gì mới tìm Chiến Phong Lôi báo thù. Sau nửa ngày, một mảnh bạch sắc quang mang từ huyết hải cuối cùng phóng tới, thanh âm tiểu ma nữ chính là từ bên trong phiến quang mang truyền đến, nghe được thanh âm, điểm sáng ý thức Tiêu Phàm càng ngày càng sáng chói lên. Xa xa nhìn lại liền tựa như một vòng bạch sắc thái dương từ huyết hải cuối cùng dâng lên, bạch sắc thái dương chiếu xạ đến, huyết hải toàn bộ thối lui. Ông điểm sáng ý thức Tiêu Phàm trong nháy mắt nhập vào bên trong bạch sắc quang mang, một cỗ khí tức ấm áp tràn ngập toàn thân hắn. Ngoại giới, thân thể Tiêu Phàm nhanh chóng biến hóa, Tu La thần dực biến mất, đỉnh đầu một đôi sừng hung lệ cũng biến mất không thấy gì nữa, thân thể khôi phục bình thường. Trên người hắn dính vô số máu tươi, hắn nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, cảm giác thân thể hoàn toàn sụp đổ, đã không còn thuộc về hắn. Cách đó không xa, tiểu ma nữ vui đến phát khóc, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, nàng gian nan muốn đứng dậy nhưng mà phát hiện thân thể căn bản không động được. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm khí thế áp bách, nàng cũng bị thương thảm trọng, có thể không chết đã là kỳ tích. Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền lần nữa từ hư không đi ra, Trầm Huyễn Ngân một chỉ bắn ra, thân thể tiểu ma nữ lại khôi phục mấy phần thể lực, nàng vội vàng đứng dậy, hướng Tiêu Phàm chạy tới. Ta biết Tiêu đại ca có thể tỉnh lại. Sở Phiền cũng kinh hỉ kêu lên. Trầm Huyễn Ngân không nói, thần sắc nhìn qua không hề bận tâm, bất quá ánh mắt nàng chấn kinh lại bán đứng nàng, giờ phút này trong lòng nàng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vậy mà thật có thể thức tỉnh, nghe đồn nếu như có thể thức tỉnh liền có thể thức tỉnh Tu La thần thể. Hiện tại hắn đoán chừng vô địch dưới chiến thánh cảnh. Trầm Huyễn Ngân mị mị hai mắt, rung động trong lòng nói. Số lưu manh, tiểu ma nữ đã chạy đến bên người Tiêu Phàm, nàng lau nước mắt, tận lực để Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân đẹp nhất. Tiểu ma nữ, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhìn thấy tiểu ma nữ còn sống, hắn là phát ra cười từ nội tâm ra cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cái đầu người, tay tiểu ma nữ nện trên đầu vai Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đau khóe miệng giật một cái, lớn tiếng gào lên. Số lưu manh, ngươi làm sao? Tiểu ma nữ lập tức lo lắng đem Tiêu Phàm ôm vào trong ngực, cẩn thận điều tra lấy vết thương trên người Tiêu Phàm. Lừa ngươi! Tiêu Phàm nằm trong ngực tiểu ma nữ, thống khổ cùng khoái hoạt. Tiểu ma nữ lườm Tiêu Phàm một cái, nhu tình cười nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, để ngươi lừa gạt cả một đời cũng không sao. Vậy liền lừa ngươi cả một đời. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, vuốt ve khuôn mặt tiểu ma nữ có vẻ trắng bệch, từ giờ về sau. Ta không chỉ là số lưu manh của ngươi, còn là phu quân của ngươi, ngươi cũng không chỉ là tiểu ma nữ của ta, còn là thê tử của ta. Ai là thê tử ngươi, hừ. Tiểu ma nữ kiều một tiếng, bất quá trong lòng lại ngọt ngào. Ta nói Thi Vũ a. Tiêu Phàm còn nói thêm, hắn quen thuộc kêu tiểu ma nữ, kêu Thi Vũ ngược lại có chút không được tự nhiên, lại nói ta là Tu La Điện Chủ, có lẽ toàn bộ thiên hạ đều sẽ cho ta là địch.
ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi sao? Ngươi là phu quân ta, nếu như thiên hạ coi ngươi là địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Tiểu ma nữ thập phần bá khí nói ra, khuôn mặt kiên nghị tới cực điểm. Nếu như thiên hạ coi ngươi là địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Tiêu Phàm nghe vậy, si ngốc nhìn tiểu ma nữ, hắn phát hiện, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ trong lòng hắn, vẫn tả tính bá đạo như thế. Hai người nhu tình ở cùng một chỗ, tâm sự lẫn nhau, Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền hai người nhìn như không thấy. Nếu như thiên hạ coi ngươi là địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Trầm Huyễn Ngân cũng bị lời nói tiểu ma nữ làm cho chấn kinh, dạng nữ nhân này mới là nữ trung hào kiệt, tiểu ma nữ chính là nữ trung hào kiệt. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ hai người ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Tiêu đại ca vẫn là cao thủ tình trường, ở nơi núi thây biển xương đều có thể yêu đương. Sở Phiền nhỏ giọng thì thầm, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nhìn cảnh bốn phía hoang tàn, khắp nơi chất đầy thi thể, cùng máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, hắn không khỏi lạnh run. Nhìn Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ vuốt ve an ủi, Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền không có quấy dày, sau nửa ngày mới bị một đạo tiếng kêu sợ hãi kinh tỉnh lại. Thương thế ngươi, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên ngồi lên, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ. Trải qua thời gian dài như vậy, thương thế thể nội hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm, bất quá, năng lượng bạch thạch cũng bị hắn hao hết. Một tay nhẹ nhàng mà nắm lấy tay tiểu ma nữ, hắn thử nghiệm dùng năng lượng bạch thạch cuối cùng còn sót lại rót vào thể nội tiểu ma nữ, nhưng mà khiến hắn thất vọng là thương thế tiểu ma nữ cũng không có bất kỳ khởi sắc. Hơn nữa, tiểu ma nữ một chút tu vi đều không thấy, nếu như không phải nhãn lực Tiêu Phàm bất phàm, cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề tiểu ma nữ tồn tại. Chỉ cần ngươi không có việc gì, biến thành một người bình thường, ta cũng rất vui vẻ. Tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói, rúc vào lồng ngực Tiêu Phàm. Vô luận như thế nào ta đều sẽ chữa cho ngươi. Tiêu Phàm ôm chặt tiểu ma nữ càng chặt. Nàng bị thương, ngươi không trị được. Cũng đúng lúc này, Trầm Huyễn Ngân một mực trầm mặc không nói rốt cục mở miệng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa khỏi thương thế tiểu ma nữ? Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía Trầm Huyễn Ngân, cũng không phải hắn đến hiện tại mới phát hiện hai người, mà là hắn tâm thần đều ở trên người tiểu ma nữ. Huống chi, Sở Phiền cùng hắn biết, tự nhiên sẽ không đối với hắn có ác ý gì. Sở đại ca, đây là Huyễn Ngân tỷ tỷ, nàng giống ta. Sở Phiền liền vội vàng giới thiệu, sợ Tiêu Phàm đắc tội nàng. Hồn tộc, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trừ tiểu ma nữ cùng Sở Phiền, người hồn tộc hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đã ngươi biết rõ hồn tộc, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ chỗ đặc thù hồn tộc a. Trầm Huyễn Ngân cũng không có quanh co lòng vòng, dù sao, Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, biết rõ bí mật không thể ít hơn nàng. Tiêu Phàm không nói, Trầm Huyễn Ngân tiếp tục nói, Diệp Thi Vũ bị thông thần chi lực gây thương tích, nếu như đổi lại là những người khác đã sớm bỏ mình, nhưng hồn tộc khác biệt. Hồn tộc chính là thiên sinh thần tộc, nàng lúc này mới có thể từ từ thôi diệt thông thần chi lực, chỉ bất quá cũng tiêu tốn nàng một thân tu vi. Nếu có đầy đủ hồn lực, phải chăng có thể làm cho nàng khôi phục? Tiêu Phàm cắt ngang Trầm Huyễn Ngân nói, ôm lấy vòng eo tiểu ma nữ chậm rãi đi tới. Không thể. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu, ngươi vừa nãy không phải đã thử qua sao? Nàng hiện tại ta cũng không rõ ràng, nhất định phải đem nàng về trong tộc. Mang về hồn tộc, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi nhìn chằm chằm Trầm Huyễn Ngân, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu, ẩn ẩn có một tia sát ý lấp lóe. Muốn đem tiểu ma nữ đi, Tiêu Phàm tự nhiên không đáp ứng, sự tình đối với hồn tộc hắn hiện tại cũng không rõ ràng, ký ức Tu La truyền thừa hiện tại rất ít, nhất là liên quan tới toàn bộ hồn tộc. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, nếu có thể xưng là nhất tộc, người như vậy khẳng định không ít, liền tựa như nhà bình thường. Có lẽ chờ hắn đột phá chiến thánh cảnh, thậm chí chiến thần cảnh trong truyền thuyết mới có tư cách biết triệt để về hồn tộc. Phu quân, không cần lo lắng, vị tỷ tỷ này đối với ta không có ác ý. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, nàng vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm thu liếm khí thế, hắn nghe Sở Phiền từng nói qua, hồn tộc có thể cảm nhận được thiện ác trong lòng đối phương, tiểu ma nữ cũng sẽ không lừa hắn. Nhưng Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu được,
vừa nhìn thấy tiểu ma nữ liền lại phải cùng hắn tách ra. Tu La Điện Chủ, người yên tâm, Tu La nhất tộc cùng hồn tộc là chiến hữu, không phải địch nhân, ta sẽ không hại vợ ngươi. Trầm Huyễn Ngân sắc mặt không thay đổi, đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Sau đó lại nói, ta biết ngươi không muốn cùng Diệp Thi Vũ tách ra, nhưng ngươi cũng biết rõ, ngươi không chỉ được cho nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn nàng khôi phục sao? Tiêu Phàm ngừng lại, hắn tự nhiên là muốn tiểu ma nữ khôi phục, thậm chí, chỉ cần hắn có thể làm, hắn sẽ làm tất cả, dù là bỏ sinh mệnh mình. Nhưng Bạch Thạch đều không thể làm gì, Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hồn tộc là một chủng tộc đặc thù, bằng không bên trong Tu La truyền thừa cũng không có khả năng ghi chép thưa thất như thế, hoặc có lẽ là, hắn bây giờ còn không có tư cách để biết. Ngươi nói Tu La nhất tộc cùng hồn tộc là chiến hữu, đây là ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng nói, hắn luôn cảm giác việc này dính đến một cái bí mật rất lớn. Ngươi chỉ cần biết ta không hại ngươi là được, hơn nữa, phàm là người hồn tộc đều là người một nhà, chúng ta từ khi sinh ra liền chú định sứ mệnh bản thân. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu, trong con ngươi có một đạo chớp lóe cực kỳ phức tạp, Tiêu Phàm không hiểu nàng rốt cuộc là có ý gì. Phu quân, ta tự quyết định. Tiểu ma nữ đột nhiên mở miệng nói, cắn môi, tựa như làm một cái quyết định gian nan. Tiêu Phàm muốn mở miệng phản bác lại bị tiểu ma nữ ngắt lời, ngươi là Tu La Điện Chủ đại danh đỉnh đỉnh, ngươi đỉnh thiên lập địa, ngạo thị thiên hạ, ta là thê tử ngươi, tại sao có thể không có tiếng tăm gì, kéo chân ngươi sao? Tiêu Phàm biết rõ tâm ý tiểu ma nữ, bất quá vẫn lắc lắc đầu nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi không bảo hộ được nàng. Trầm Huyễn Ngân đột nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể bảo vệ nàng, trước đó nàng sẽ bị tổn thương sao? Nếu như ngươi có thể bảo vệ nàng, trước đó nàng tất yếu vì ngươi đi chịu chết sao? Ngươi là Tu La Điện Chủ không sai, nhưng địch nhân cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, điểm này ngươi cũng rõ ràng, bọn hắn sẽ dùng bất luận thủ đoạn gì tới đối phó ngươi, mà nàng liền là uy hiếp của ngươi. Lấy thực lực ngươi hiện tại có thể giết khối người, cũng không phải là mỗi lần ngươi biến thành Tu La toàn thể đều sẽ may mắn tỉnh lại, ngươi có lẽ không sợ chết, nhưng ngươi nguyện ý nhìn nàng bồi tiếp ngươi cùng chết sao? Trầm Huyễn Ngân liên tiếp chất vấn, Tiêu Phàm triệt để trầm mặc, trước đó từng màn in vào trong đầu hắn. Nếu như không phải Lô Chiến cùng U Linh Nhất Hào xuất thủ, vô luận là Chiến Cuồng Tôn hay là Chiến Phong Lôi cũng đủ để diệt bọn hắn, căn bản không sống tới hiện tại. Lần này, bọn họ sống sót, nhưng nếu như lần sau thì sao, lại lần sau nữa. Dù sao, thân phận Tiêu Phàm hắn hiện tại đã hoàn toàn bại lộ. Chiến Thần Điện lần này cố ý phái Diệp Phong đến Vô Song Thánh Thành, không phải là tới tìm hắn sao? Đem tiểu ma nữ giữ ở bên cạnh có lẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là ngữ khí mềm xuống nhìn tiểu ma nữ, ôn nhu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn phu quân. Tiểu ma nữ cao hứng hôn lên mặt Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó hít sâu một cái nói, nếu như ta phát hiện hồn tộc các ngươi gây bất lợi cho nàng. Một ngày nào đó, ta sẽ để chiến hồn đại lục không còn hồn tộc. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng có một ngày không còn hồn tộc. Trầm Huyễn Ngân thở dài, thần sắc có chút cô đơn, lại nói, cho các ngươi một canh giờ chuẩn bị, ta ở bên kia chờ các ngươi, tương lai thực lực ngươi đầy đủ cường đại có thể đi Lưu Ly Thánh Đảo tìm nàng. Nói xong, Trầm Huyễn Ngân liền mang Sở Phiền đạp không mà lên, Sở Phiền thập phần không nguyện ý, có sự tình gì bản thân không thể đợi ở chỗ này. Bất quá cuối cùng vẫn bị Trầm Huyễn Ngân cưỡng ép mang theo rời đi. Vợ chồng trẻ ly biệt còn làm cái gì khác? Trầm Huyễn Ngân trong lòng tự nhiên rõ ràng. Sau một canh giờ, tiểu ma nữ sắc mặt thẹn thùng xuất hiện ở trước mặt Trầm Huyễn Ngân, da kia dường như muốn chảy ra nước, trên người còn lưu lại một ít mùi đặc thù. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một tòa đại điện nhìn tiểu ma nữ biến mất, thất thần thật lâu, hồi lâu hắn mới nhìn về phía bốn phía vô tận thi thể, còn người băng lãnh tới cực điểm. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí thế cực kỳ cuồng bá từ phía trên cửu tiêu mãnh liệt mà xuống, toàn thân Tiêu Phàm hiện nổi da gà, đột nhiên ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Lúc Tiêu Phàm nhìn lại, một đạo trưởng cương to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, những nơi đi qua, hư không đều mãnh liệt rung động, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Trưởng cương hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành, cuồng bạo mà hung mãnh, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ tập trung vào hắn.
Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu kém chút nổ tung. Chạy, đây là Tiêu Phàm trước tiên nghĩ, Tu La Thần Dực trong nháy mắt xuất hiện, hắn không chút do dự đạp không mà lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật hướng về nơi xa bay đi. Nhưng mà cỗ khí thế kia vẫn như cũ không giảm, tốc độ cũng tăng cường mấy phần, thậm chí Tiêu Phàm có thể cảm giác được phương hướng trưởng cương cũng phát sinh biến hóa, lần nữa hướng về hắn đánh tới, muốn chạy trốn đều căn bản trốn không thoát. Đây là vì ứng phó ta, con người Tiêu Phàm mạnh mẽ co lại, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, trong mắt hiện ra một tia hung ác. Ngay sau đó, quanh thân Tiêu Phàm phóng huyết kim sắc chi quang. Đồng thời thi triển bất diệt kim thân cùng Tu La chi thể không hoàn toàn, đối mặt trưởng cương kia, Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường. Thi triển Tu La chi thể không hoàn toàn, hắn hiện tại thực lực không có khả năng biến thái như trước đó, nhưng đối phó với chiến thánh cảnh tiền kỳ tuyệt đối không có áp lực chút nào. Cùng lúc đó, toàn thân vô tận chi hỏa thiêu đốt mà lên, Tu La huyết mạch triệt để sôi trào, U Linh chiến hồn hiện lên ở bên ngoài thân. Cái này đã là toàn bộ thực lực hắn bây giờ có thể thi triển. Nhưng đối mặt lôi điện trưởng cương, Tiêu Phàm vẫn cảm giác còn thiếu rất nhiều, khí tức hủy diệt khiến trong lòng hắn dâng lên một loại tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Tiêu Phàm không cam lòng, Tu La kiếm bộc phát ra lợi mang sáng chói, hắn không có chờ chết mà thi triển ra một kích toàn lực. Vô luận đối phương là ai, muốn giết hắn đều phải lột một tầng ra. Tu La áo nghĩa. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La kiếm đột nhiên biến lớn, hai tay giơ lên cao, toàn thân kim sắc hỏa diễm cùng sát khí như thực chất hóa hỏa diễm chi kiếm, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm xuyên thủng thân thể. Nếu như người khác nhìn thấy còn tưởng rằng Tiêu Phàm tự sát, bất quá người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là đang thi triển một kích đáng sợ. Hỏa diễm quanh thân cũng trong nháy mắt biến thành huyết sắc, Tu La chi huyết triệt để sôi trào, gần như đồng thời khí thế của hắn tăng vọt, bước vào ngưỡng cửa chiến đế cảnh cùng chiến thánh cảnh, hơn nữa còn nhanh chóng tăng lên. Một kiếm này đến nay, Tiêu Phàm chỉ thi triển qua một lần hắn chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, đối mặt địch nhân lại là Hoàng Trùng Tiêu chiến vương cảnh Đại Yến Vương Triều. Lúc trước, một kiếm này mặc dù không có giết chết Hoàng Trùng Tiêu, nhưng làm trọng thương hắn. Cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý thi triển đại sát chiêu, mà là tổn hại 800. Đả thương địch thủ 1000, cho dù đối phương không giết chết, Tiêu Phàm cũng tất nhiên không còn chiến lực. Không đến trước khi chết khẩn yếu quan đầu, Tiêu Phàm là không có khả năng thi triển Tu La áo nghĩa. Theo khí thế Tiêu Phàm leo lên, quần áo trên người nổ tung, cứng cáp mà hữu lực, như là cầu long cơ bắp bại lộ trong không khí, bên ngoài thân hiện lên một tầng huyết sắc lợi mang. Vô tận sát lục, Tiêu Phàm dùng hết toàn lực gầm thét, hắn không lùi mà tiến tới. Hai tay cầm Tu La kiếm gắng sức chém xuống, vạn kiếm huyết sắc nở rộ mà ra, hư không xé rách ra từng đạo chằn chịt hư không liệt phùng. Phải biết, chỉ có chạm tới thần uy mới có thể phá vỡ hư không, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm làm được. Quanh thân hắn, huyết hải lao nhanh, thượng trọng thiên vô tận máu tươi trong nháy mắt dung nhập bên trong huyết hải, quanh người hắn xương máu lượn lờ, giống như một mảnh Tu La tràng. Cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành huyết sắc. Nhìn qua huyết tinh vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thượng trọng thiên muốn sụp đổ? Chiến đấu không phải kết thúc sao? Làm sao hiện tại lại đánh tiếp? Các ngươi nhìn, cái kia giống như có một trưởng cương to lớn, một trưởng vỗ xuống, đoán chừng vài tòa phù đảo đều phải sụp đổ. Chạy mau a! Tu sĩ hạ trọng thiên đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn không chung, tất cả đều bị cỗ uy lực to lớn chấn nhiếp, dù là xa hơn 10 dặm. Bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách. Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo ba người nhìn nhau, tựa như đã đoán được cái gì, sau khi chấn kinh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Thừa Đạo trước kia là ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng hiện tại trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Đây là lôi thần chi trưởng chân chính, chỉ có tình huống chiến thần điện hủy diệt mới có thể xuất hiện, Tiêu Phàm có thể ngăn cản được sao? Trong lòng Diệp Thệ Thủy trầm ngâm. Một tòa đỉnh núi, tứ đại sát phương thủ hộ lấy Lăng Phong cùng bàn tử mấy người nhìn chằm chằm không chung, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Oanh, cũng đúng lúc này, lôi thần chi trưởng tựa như đụng phải thứ gì, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, đám người đều cảm giác được một cỗ kiếm ý xung thiên, dường như muốn đem lôi thần chi trưởng xé nát. Vị trí thượng trọng thiên, Tiêu Phàm một kiếm rốt cục cùng lôi thần chi trưởng đâm vào cùng một chỗ,
ngàn vạn kiếm khí cùng nhau hướng về lôi thần chi trưởng chém tới, kiếm khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, hư không liệt phùng nhanh chóng biến lớn. Ầm một tiếng, ngàn vạn kiếm khí nổ tung, Tu La kiếm trong nháy mắt bắn vào thể nội Tiêu Phàm. Ngay sau đó, lôi thần chi trưởng đánh vào trên người Tiêu Phàm, toàn thân sắp nát, trong miệng oa oa thổ huyết, hai mắt trong nháy mắt vô thần, thân thể nhanh chóng hướng về hư không kích xạ đi. Một khi tiến vào hư không liệt phùng, Tiêu Phàm tất nhiên thập tử vô sinh. Phong, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua chói tai vang lên, hư không liệt phùng phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít đường vân đem những hư không liệt phùng đó di bổ lên. Nhưng mà tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, hư không liệt phùng còn không có biến mất, Tiêu Phàm lại lọt vào bên trong lít nha lít nhít đường vân kia. Một đạo thân ảnh áo bào trắng từ đằng xa thuấn di mà tới bắt lấy Tiêu Phàm, nhưng mà vẻn vẹn chi bắt được giày hắn, thân ảnh Tiêu Phàm cuối cùng biến mất bên trong vòng xoáy đường vân vô tận. Dám đả thương đồ nhi ta, lão hủ liền hủy phân thân ngươi, chờ đồ nhi ta trở về, lại diệt bản tôn ngươi. Lão giả áo bào trắng quát một tiếng chói tai. Lão giả áo bào trắng không phải người khác mà chính là Bắc lão kịp thời chạy đến, hắn vốn là đến cứu Tiêu Phàm, không nghĩ tới trễ một bước. Tiêu Phàm bị lôi thần chi trưởng đánh vào bên trong hư vô. Trong bàn tay, ngàn vạn hồn văn xuất hiện ở không trung, lôi thần trưởng trong nháy mắt vỡ nát, lúc này, bên trong hư vô đột nhiên lại thêm ra một đạo kim sắc lôi điện. Kim sắc lôi điện xuyên loạn, muốn tránh thoát ngàn vạn hồn văn trói buộc, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có hiệu quả gì. Hồn văn cấp thủy tổ, ngươi là ai? Một đạo thanh âm kinh sợ bên trong kim sắc lôi điện truyền đến. Thanh âm giống như hồng trung, vang vọng hư không. Người giết ngươi, Bắc lão hừ lạnh một tiếng, vô tận hồn văn tràn ngập, đem không gian áp xúc đến cực hạn, đạo kim sắc lôi điện từ từ thôi diệt, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Bắc lão không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người, số ít người thấy cảnh này, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Sư tôn Tiêu Phàm, thủy tổ cấp hồn văn, quả nhiên là người Bắc thần gia tộc. Nghe thấy Bác lão cùng kim sắc lôi điện sơ lược đối thoại, trong lòng Diệp Thệ Thủy run lên, hắn may mắn bản thân cuối cùng thay đổi quyết định. Tô Cổ Tông cũng là như thế, cũng may tự mình lựa chọn trợ giúp Tiêu Phàm. Nếu như nói, phải kể tới tâm tình phức tạp nhất tuyệt đối là Lăng Thừa Đạo, cho tới nay hắn đều đối địch với Tiêu Phàm, nếu như không phải bởi vì Lăng Phong, hắn nhất định sẽ giết Tiêu Phàm, đoán chừng kết cục so với mấy đại gia tộc cùng chiến thần điện không tốt hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, phàm là tu sĩ nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, ánh mắt bọn hắn nhao nhao rơi vào thân ảnh hơi có vẻ còng xuống kia, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phía trên không trung, Bác lão đứng chắp tay nhìn phương hướng Tiêu Phàm biến mất trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hướng về Hạ Trọng Thiên nhìn lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là phía trên vị trí Sơn Phong Tứ Đại Sát Phương, nhìn thấy Bác lão xuất hiện, Tứ Đại Sát Phương đề phòng tới cực điểm. Bọn hắn lão hủ sẽ mang đi, bốn người các ngươi đi về nơi các ngươi nên đi. Bác lão thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Tứ Đại Sát Phương lập tức song song đứng, rút bảo kiếm ra ngăn khuất trước người Lăng Phong bọn họ, bốn người sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Diệp Phong đưa tay vung lên, vội vàng đem Lăng Phong bọn hắn thủ hộ sau lưng, sự tình Tiêu Phàm bàn giao, hắn cũng không dám có bất kỳ ý tứ làm trái. Tiêu Phàm chưa từng xuất hiện. Chúng ta sẽ không để cho ngươi mang bọn hắn đi. Cận Tà mở miệng nói, mặc dù biết rõ không phải đối thủ Bắc lão, nhưng cũng không có mảy may e ngại. Các ngươi không thả bọn hắn, đơn giản là muốn dùng bọn hắn đến uy hiếp Phàm Nhi, để Phàm Nhi giúp các ngươi tiến vào Tu La Điện, giải trừ Tu La nô ấn bên trong hồn hải các ngươi mà thôi, việc này lão hủ thay Phàm Nhi đồng ý là được. Bắc lão cũng không có ý tứ cùng Cận Tà bọn hắn động thủ. Bọn hắn bốn người mặc dù cường đại nhưng vẫn không có đặt ở trong lòng Bác lão, nếu như Bác lão muốn giết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chúng ta tin ngươi như thế nào? Lần này mở miệng lại là Long Tịch, hắn cũng không có kinh ngạc Bác lão biết rõ sự tình Tu La Nô Ấn trên người bọn hắn, bởi vì biết rõ cái gọi là Tu La Nô Ấn, những người khác không làm gì được bọn hắn. Mà người bố trí Tu La Nô Ấn sớm ngàn năm trước đã chết. Bất quá đối với Bác lão, bọn hắn vẫn là kiêng kỵ phát ra từ nội tâm, một màn vừa rồi kia bọn hắn thấy rõ,
lôi thần chi trưởng đủ để hủy diệt bọn hắn vô số lần lại bị bác lão hời hợt diệt sát như thế. Gia Cát Thanh Huyền là bản thân ta, Tu La Nô ấn thể nội các ngươi đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là bí mật gì, cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn lúc trước thả các ngươi rời đi. Bác lão tiếp tục nói, tựa như chỉ bất quá là trần thuật một cái sự thật. Tứ đại sát phương cúi đầu không nói cái gì, nhưng vẫn như cũ cũng không lui lại một bước. Lấy mạng lưới các ngươi tình báo hẳn cũng có thể tra được Tiêu Phàm là đồ nhi ta, các ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt ta cứu huynh đệ hắn sao? Bác lão tựa như hơi không kiên nhẫn, nếu như ta cưỡng ép mang bọn hắn đi, các ngươi cảm thấy mình còn có mệnh ở chỗ này lằng nhằng nữa ngày sao? Chúng ta có thể cho ngươi mang bọn hắn đi, nhưng ngươi nói cho chúng ta Tiêu Phàm ở đâu? Long Tịch hít sâu một cái nói. Bác lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, xem ra tiểu hữu đối với hồn văn cũng có chỗ biết. Không dám, Long Tịch nào dám trước mặt bác lão múa rìu qua mắt thợ, ta chỉ biết rõ hồn văn thập phần thần bí, tất cả truyền tống trận đều là dùng hồn văn xây dựng mà thành, tiền bối công tham tạo hóa, tự nhiên sẽ không để cho đồ đệ mình tiến vào bên trong hư vô liệt phùng. Long Tịch còn có một câu không có nói là, bác lão trước đó nói một câu, Tiêu Phàm trở về lại diệt chủ nhân lôi thần chi trường, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không có chết. Hơn nữa, bác lão không có mảy may quan tâm sinh tử Tiêu Phàm, cái này cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm còn sống. Coi như hắn còn sống, một trường kia cũng khẳng định phế hắn tu vi, tìm hắn làm gì. Cận Tà không hiểu nhìn Long Tịch. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể một lần nữa lại đến, bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Lãnh Tiếu nhận một trận trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận ý tứ Lãnh Tiếu nhận. Kỳ thật vừa bắt đầu, Cận Tà tìm Tiêu Phàm không phải vì tìm kiếm Tu La truyền thừa, mà là để Tiêu Phàm trợ giúp bọn hắn giải trừ Tu La nô ấn trong đầu. Chỉ là hắn cũng không dám tùy tiện nói cho Tiêu Phàm, bên trong hồn hải bọn hắn nắm giữ Tu La nô dịch, cho nên mới cố ý tìm một cái cớ. Tu La nô ấn, đó là cái gai vĩnh viễn của tứ đại sát phương bọn hắn, lúc trước tiến vào bên trong Tu La bí cảnh, bốn người đều nhìn thấy cảnh tượng giống như Tiêu Phàm. Chỉ là bốn người không giống, có bốn đạo lưu quang bắn vào thể nội bọn hắn, hóa thành bốn đạo phong ấn trực tiếp phong bế hồn hải bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ suy nghĩ phản kháng Tu La Điện Chủ, đạo phong ấn quỷ dị liền để bọn hắn đau đến không muốn sống, bởi vì đạo phong ấn này tồn tại, bốn người lúc này mới liên thủ đi đến cùng một chỗ. Vì phá giải phong ấn, bốn người trong tam đại tổ chức sát thủ tra khắp tất cả tư liệu, rốt cục biết rõ cái này tên là Tu La Nô Ấn, đây là thủ đoạn đặc thù của Tu La Điện Chủ. Phàm là người bị Tu La Nô Ấn phong ấn, cả đời đều là nô tài Tu La Điện Chủ. Trừ phi đối phương nguyện ý phá giải Tu La Nô Ấn, mà phương pháp phá giải rất đơn giản, chính là tìm tới Tu La Điện ngàn năm trước. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn rời khỏi tam đại sát thủ tổ chức, về sau, bọn hắn ngẫu nhiên nghe nói sự tình Tiêu Phàm, Cận Tà theo dõi một đoạn thời gian, mơ hồ đoán được thân phận Tiêu Phàm. Hắn âm thầm nhiều lần chuẩn bị động thủ Tiêu Phàm, chỉ là mỗi lần xuất thủ, đầu hắn liền đau đớn không thôi, về sau Long Tịch cũng thử qua mấy lần. Từ đó về sau, bọn hắn cũng hoàn toàn khẳng định Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, nếu như không có Tu La Nô Ấn khống chế bọn hắn, Cận Tà bốn người đoán chừng đã sớm đem cừu hận chuyển di trên người Tiêu Phàm. Đường đường tứ đại sát phương lại thế nào nguyện ý bị một đạo phong ấn nô dịch đây? Có Tu La Nô Ấn, tâm cảnh bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn một mực chưa từng đột phá chiến thánh cảnh. Bốn người thương lượng hồi lâu, quyết định cuối cùng không được đối địch với Tiêu Phàm, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm mới có thể mở ra Tu La Điện trong truyền thuyết, một khi giết Tiêu Phàm, Tu La Nô Ấn bên trong hồn hải bọn hắn cả một đời cũng đừng hòng tiêu trừ. Dù sao thể nội Tu La Nô Ấn bọn hắn cũng không phải là Tiêu Phàm lưu lại, mà là Tu La Điện chủ đời trước phong ấn. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những không được dám giết Tiêu Phàm, còn phải bảo hộ lấy Tiêu Phàm. Cận Tà đã từng nói qua, nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất sát phương thí luyện sẽ đưa hắn một kiện lễ vật, lúc trước bốn người Cận Tà liền trợ giúp Tiêu Phàm đem tiểu ma nữ cứu ra. Đáng tiếc, Cận Tà bọn hắn tưởng là Nam vực đại bỉ còn không có kết thúc, cho nên xuất hiện chậm mấy ngày, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình dạng này, cũng may cuối cùng vượt qua. Bốn người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn nhường ra một con đường,
Bác lão đưa tay một chiêu, mang Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, ta có thể cùng đi ngươi không? Diệp Phong đột nhiên gọi lại bác lão, dù hắn là chiến thánh cảnh cũng hoàn toàn nhìn không thấu bác lão. Hiện tại chiến thần điện đã hủy, hắn cũng không đường có thể đi, bởi vì hắn cũng đã bại lộ thân phận. Không thể không nói, Diệp Phong cũng quá xui xẻo, hăng hái đi tới Vô Song Thánh Thành muốn làm thông gia cùng Diệp gia, bản thân còn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Đồ đệ Hàn Nhạc Thiên bị Tiêu Phàm miểu sát, đồ đệ Tần Vũ cũng chết trong hỗn chiến, hiện tại hắn đã biến thành người cô đơn. Bác lão không đáp ứng cũng không phản đối, Diệp Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vội vàng chạy qua hỗ trợ nắm lấy Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng. Bác lão hài lòng gật đầu, quanh thân một cỗ lực lượng quỷ dị nâng Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất ba huynh đệ liền biến mất ở thiên địa hư không. Đang lúc tứ đại sát phương thất thần, bên tai bọn hắn lại vang lên một đạo thanh âm, bốn người các ngươi muốn tìm Phàm Nhi thì đến đi bạo loạn chi hải. Một mảnh u ám màu xám trong không gian, dãy núi chập trùng, giống như từng chuôi kình thiên đại trụ thẳng nhập mây xanh, nguy nga hùng vĩ, rộng lớn hùng hồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa lại vô cùng khắc nghiệt, thỉnh thoảng có một cỗ mãnh hoang chi khí đập vào mặt, làm cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ và sợ hãi. Hồn thú hót vang, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giống lên, lờ mờ có thể nhìn thấy trên sơn phong có vài đầu hồn thú to lớn đang bay lượn. Truyền đến trận trận tiếng hót vang, đây đều là bát giai đế thú, thập phần cường đại. Nơi này liền để cho cường giả chiến đế cảnh nhìn mà phát khiếp bạo loạn chi hải, nơi này hồn thú hoành hành, huyết tinh vô cùng, cho dù chiến đế cảnh đều vô cùng có khả năng ngã xuống ở nơi này. Cùng xưng là biển, còn không bằng nói là sơn mạch, bất quá hắn xưng hô như vậy quả thật có đạo lý. Bởi vì qua một đoạn thời gian, thiên địa linh khí trong dãy núi liền sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, khuấy động vô số vòng xoáy, như biển cả bạo loạn, đáng sợ đến cực điểm. Thiên địa linh khí bạo động, cho dù bát giai hồn thú, thậm chí cửu giai hồn thú, đều sẽ tiềm phục, không dám ở bên ngoài đi lại càng không cần phải nói tu sĩ nhân loại. Nhưng giờ phút này, tại một vùng thung lũng cổ lâm đã có một đạo thân ảnh đang bay lượn, tốc độ rất nhanh, giống như yến, nhẹ nhàng phiêu giật. Khoảng cách gần xem xét, đó là một thiếu nữ mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, phía trước nàng là một đầu hồn thú phi cầm màu sắc rực rỡ cấp tốc chạy trốn, bát giai thải vân băng loan, toàn thân nó tản ra khí tức băng lãnh. Tiểu thải vân, đừng chạy, lại chạy tỉ tỉ sẽ tức giận. Thiếu nữ váy tím tức giận nói, thân hình nàng đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lưng thải vân băng loan. Thải vân băng loan kêu to một tiếng. Thân thể đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống, cuối cùng ngã vào đỉnh cây, trên mặt thiếu nữ váy tím rốt cục hiện lên một nụ cười. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Long Vũ mất tích. Nàng vậy mà một mình một người đi tới bạo loạn chi hải. Nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Long Vũ dũng khí, lá gan nàng thật đúng là lớn, dám một mình một người xâm nhập nơi này. Kỳ thật! Long Vũ cũng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì xuất hiện ở nơi này cũng không phải là chính nàng nguyện ý, mà là vận khí không tốt mà thôi. Vô Song Thánh Thành mặc dù là không trung chi thành, nhưng nó cũng có biên giới, bên kia giới chính là bạo loạn chi hải biên giới. Bạo loạn chi hải cùng Vô Song Thánh Thành tương liên, nhưng bạo loạn chiếm bập chi hải lại cũng không tại Vô Song Thánh Thành, cái này nói ra có chút quỷ dị, nhưng đúng là chuyện như thế. Bạo loạn chi hải bên trong thiên địa linh khí vòng xoáy ẩn chứa trong mắt hồn văn huyền diệu, có thể đưa đến truyền tống trận, phàm là người bị thiên địa linh khí vòng xoáy quét bên trong, vô cùng có khả năng truyền tống ra Vô Song Thánh Thành. Đồng dạng, bạo loạn chi hải tiến vào Vô Song Thánh Thành cũng có thể thông qua vòng xoáy thiên địa linh khí, tiến vào Vô Song Thánh Thành. Có nghe đồn, không trung chi thành danh xưng Vô Song Thánh Thành, đã từng cũng là một bộ phận chiến hồn đại lục. Chỉ là bị người lấy thủ đoạn phong ấn tại một cái tiểu không gian mới có thể xuất hiện loại tình huống hiện tại này, có một mảnh địa vực có thể tương thông được. Đây cũng là phương pháp lúc trước Phong Lang nói cho Tiêu Phàm rời khỏi Vô Song Thánh Thành, đương nhiên, loại phương pháp này đối với vòng xoáy thiên địa linh khí có khảo cứu nhất định, cũng không phải là tất cả vòng xoáy thiên địa linh khí đều có tác dụng truyền tống. Long Vũ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên, lúc trước nàng dứt khoát rời đi.
chỉ vì muốn mạnh hơn, sau đó để Tiêu Phàm tán thành bản thân. Ai biết rõ nàng rời đi Bàn Long Sơn Mạch, lại ngoài ý muốn xâm nhập bạo loạn chi hải, vừa lúc gặp linh khí bạo loạn, bị một cái vòng xoáy đưa ra khỏi Vô Song Thánh Thành, xuất hiện ở bạo loạn chi hải. Về sau nàng muốn trở về nhưng mà đã không kịp, bây giờ đã qua hơn một tháng, tương lai hai tháng nắm giữ băng tộc huyết mạch nàng cũng đạt tới chiến đế hậu kỳ. Bạo loạn chi hải mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cơ duyên cũng không ít, có thể ở chỗ này sống sót chính là một loại thực lực, Long Vũ có thể đạt tới cảnh giới này cũng không ngoài ý. Tiểu Thải Vân, rốt cục không chạy nữa à? Long Vũ rơi vào trên cổ Thải Vân băng loan, nhẹ nhẹ vuốt ve đầu nó, một cỗ hàn băng chi lực từ trên người nàng lan tràn ra. Cho dù Thải Vân băng loan lấy hàn băng chi lực tăng trưởng cũng không nhịn được run run, khí tức trên người Long Vũ quá là đáng sợ, nó mặc dù cũng là bát giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế hậu kỳ, nhưng trước mặt Long Vũ lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dù sao, người có thể có được đặc thù huyết mạch chi lực thức tỉnh chính là bên trong không một ai tồn tại, cùng giai bên trong tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Thải Vân băng loan giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn nhận mệnh, nó biết rõ, muốn từ trong tay người trước mắt đào thoát, cơ hồ là không có khả năng. Lúc này mới ngoan nha. Long Vũ mặt hoa cười một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười sán lạn. Đột nhiên, nàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, chiếm lấy đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cuối chân trời, từng đạo thiểm điện lấp lóe không ngừng, đột nhiên, hư không vỡ ra một đạo liệt phùng to lớn, bên trong liệt phùng có một cái thông đạo to lớn, dường như thông hướng một thế giới khác. Bên trong thông đạo bắn ra một vệt sáng, tốc độ lưu quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập, hoàn toàn vượt qua mắt thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lưu quang biến mất, thiểm điện cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hư không liệt phùng càng là sớm bế hợp tại cùng một chỗ. Long Vũ không khỏi xoa xoa hai mắt, kinh ngạc nhìn phía xa, đôi mắt đẹp lấp lóe đến mấy lần, giống như tiểu tinh linh linh động, chậm chạp nói chẳng lẽ là dị bảo thiên ngoại. Nếu như ta được, có phải tu vi lại có thể càng tiến thêm một bước hay không? Tiêu Phàm, ta nhất định càng mạnh, sẽ làm cho ngươi phải chú ý đến ta. Một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta. Long Vũ vẫn như phần tự tin, sự tình nàng nhận định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nghĩ vậy, Long Vũ vỗ vỗ cái đầu nhỏ Thải Vân băng loan, nói tiểu Thải Vân, chúng ta đi. Thải Vân băng loan kêu to một tiếng, hóa thành một đạo thần hồng hướng về chân trời lao đi, thực lực bát giai hậu kỳ tại bạo loạn chi hải một mảnh địa vực cũng coi là nhân vật cường hoành. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách, Thải Vân băng loan cũng không dám phách lối như thế, hồn thú bạo loạn chi hải cường hoành so với nó còn hơn một đống. Nhất là chỗ sâu nhất bạo loạn chi hải, nơi đó liền cửu giai hồn thú đều có không ít, thậm chí nghe đồn rất có thể tồn tại thần giai hồn thú. Thần giai, đây chính là tương đương với cường giả chiến thần cảnh nhân loại trong truyền thuyết. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, chỉ ít qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người thực sự gặp được, có lẽ tại ngàn năm. Thậm chí vài ngàn năm trước, nơi này quả thật có thần giai hồn thú tồn tại. Tốc độ Thải Vân băng loan rất nhanh, mang theo Long Vũ xuyên qua từng mảnh mây mù, theo thời gian đưa đẩy, tốc độ Thải Vân băng loan cũng chậm xuống. Long Vũ đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, âm thầm có mấy cỗ khí tức cường đại, liền nàng đều vô cùng kiêng kỵ, rất có thể là bát giai đỉnh phong hồn thú. Một đầu hai đầu Long Vũ tự nhiên không sợ. Nhưng nơi này hồn thú đều thích cùng nhau tiến lên, nhất là nhìn thấy tu sĩ nhân loại, bọn chúng cơ hồ là muốn chém giết. Long Vũ nhiều lần gặp được loại tình huống này, kém chút bị hồn thú xé nát, cuối cùng có thể may mắn trốn qua một kiếp, đều là ỷ vào băng tộc huyết mạch. Sau nửa canh giờ, Thải Vân băng loan rốt cục dừng lại, ánh mắt Long Vũ liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng rơi vào bên trong một mảnh khe núi nơi xa. Khe núi bên trong có mấy đầu bát giai hồn thú đang điên cuồng rảo sát, dương nanh múa vuốt, tựa như tranh đoạt lấy cái gì. Chẳng lẽ thực sự là dị bảo? Long Vũ thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe, thân hình lóe lên, từ trên lưng Thải Vân băng loan bay lượn xuống. Thải Vân băng loan nhìn thấy Long Vũ rời đi, hét dài một tiếng, liền hướng lấy không trung bay đi. Vậy mà chạy, lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi, sẽ đem lông ngươi lột sạch.
Long Vũ phẫn nộ vũ động nắm đấm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về những hồn thú đó. Tại bạo loạn chi hải sinh hoạt hơn một tháng, nàng đã rất rõ ràng luật rừng nơi này, muốn sống sót, một là âm trầm, hai là cẩn thận. Đương nhiên, một người âm trầm cùng cẩn thận là không có khả năng gặp được, liền tựa như hiện tại, nên xuất thủ liền xuất thủ. Long Vũ ẩn tàng khí tức năng lực rất giỏi, chỉ tạm thời những hồn thú đó đều không có phát hiện, nàng không ngừng tới gần, không sai biệt lắm mấy chục cái hô hấp sốt cục dừng lại. Sau một khắc, ánh mắt nàng rơi vào một gốc cỏ nhỏ cách đó không xa trong khe đá vách núi, toàn thân cỏ non hiện lên huyết hồng sắc, không có phiến lá, chỉ có một đầu rễ cây huyết sắc tựa như thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, cỏ non giống như một đầu dao long nhỏ bé, tản ra một cỗ khí thế tiềm long phi thiên. Xích huyết thần long thảo, Long Vũ kém chút kinh hô mà ra, nàng vội vàng dùng hai tay che miệng, để phòng liếc nhìn lấy bốn phía, cũng may không ai phát hiện. Không sai, gốc cỏ non chính là xích huyết thần long thảo, thuộc về cửu phẩm đỉnh cấp linh thảo, cách thần phẩm thảo dược trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước. Đương nhiên, cũng chính là một bước, xích huyết thần long thảo dược tính tự nhiên cũng liền không phải thần phẩm linh dược có thể so sánh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, lúc trước Vân Khê bị Công Tôn Dạ lường gạt, tiến vào bạo loạn chi hải tìm kiếm xích huyết thần long thảo, cuối cùng không thu hoạch được gì. Không nghĩ đến nơi này lại có một gốc. Không đúng, trước đó bên trong hư vô thông đạo rõ ràng có thứ gì rơi ra, nên ngay tại nơi này mới đúng, những hồn thú đoán chừng cũng là bị động tĩnh kia hấp dẫn tới. Đôi mắt đẹp Long Vũ nhìn quanh, tại bốn phía tìm kiếm cái gì. Lúc này, nàng liền phát hiện một sự tình thập phần kỳ dị, vị trí khe núi không tính quá lớn, hơn nữa có chút lộ ra đất đá vừa mới tân trang qua, không giống như là đã sớm tồn tại. Hai bên vách đá dựng đứng nham thạch cấu tạo lơi lỏng, tiếp nhận đại lực trùng kích thì sẽ tan vỡ, thung lũng rất có thể là vừa mới đập đi ra. Long Vũ bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích nói. Long Vũ là một người rất thông minh, bằng không phụ đế nàng cũng sẽ không nói Long Vũ là người thông minh nhất trong tất cả con cái. Nghĩ vậy, Long Vũ lặng yên thả ra hồn lực, tại sơn ao khắp nơi tìm kiếm, khe núi không lớn, cũng liền không đến trăm trượng xung quanh. Lấy hồn lực Long Vũ lại là có thể dễ như trở bàn tay điều tra một lần. Nhưng nơi xa còn có 6 đầu bát giai hồn thú đang chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện nàng, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, đến thời điểm đó liền phiền phức. Sau nửa ngày, Long Vũ vẫn là từ bỏ, nàng chung quanh cái gì cũng không có, nếu quả thật có dị bảo rơi ở chỗ này, cũng chỉ có thể ở một bên khác. Nghĩ vậy, Long Vũ ánh mắt lập tức rơi phía trên xích huyết thần Long Thảo. Đồ vật này là đồ tốt khôi phục huyết khí, nàng không muốn bỏ qua. Nơi này cách vách núi cũng liền chừng 100 trượng, bằng vào tốc độ ta, không cần một cái hô hấp thời gian, bọn chúng phản ứng kịp, khẳng định cũng cần nửa cái hô hấp thời gian, đầy đủ cho ta chạy trốn. Long Vũ mị mị hai mắt, trong lòng nghĩ thầm. Bỗng nhiên, nàng hóa thành một vệt sáng hướng về xích huyết thần Long Thảo phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Giống, ngay sau đó. Từng tiếng giống giận dữ vang vọng hư không, toàn bộ khe núi đều bị chấn động đến run lên một cái, cự thạch lăn xuống, mặt đất lần nữa sụp đổ xuống dưới. Long Vũ sắc mặt thập phần bình tĩnh, tất cả những thứ này sớm ngay tại nàng dự kiến, nàng nhẹ nhàng đem xích huyết thần Long Thảo nhổ tận gốc, động tác giống như nước chảy mây trôi, thoải mái phiêu giật. Băng tuyết phong bạo, ngay tại lúc đó, Long Vũ vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng, hư không bỗng nhiên bị băng tuyết bao trùm. Hóa thành một đám vòng xoáy khổng lồ hướng về 6 đầu hồn thú quét sạch đi. Hư không rung động ầm ầm, băng tuyết phong bạo chạm tới vài đầu hồn thú, trong nháy mắt đem bọn hắn đông kết thành băng xương, hoàn toàn không thể động đậy. Long Vũ khẽ cười một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi, dư quang không khỏi quét 6 hồn thú một cái, nhưng mà cũng chính là cái nhìn thoáng qua, ánh mắt nàng đột nhiên phát hiện cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu, con người dừng lại phía trên một tảng đá lớn, không đúng, nói cho đúng là bên trong tảng đá lớn có một đạo thân ảnh máu me đầm đìa khảm ở trong đó. Con người Long Vũ rung động kịch liệt mấy lần, sau đó bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm, không có khả năng, hắn không phải tại Vô Song Thánh Thành à, làm sao biết xuất hiện ở nơi này. Long Vũ thấy rõ khuôn mặt kia, kinh ngạc vô cùng, không khỏi xoa xoa hai mắt. Sau một lát,
nàng rốt cục khẳng định thân phận Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về vị trí Tiêu Phàm bay đi. Nếu như là người khác, Long Vũ có lẽ còn sẽ do dự một cái, nhưng vì Tiêu Phàm, cho dù bỏ ra tính mạng mình Long Vũ cũng sẽ không tiếc. Rầm rầm rầm, cũng đúng lúc này, sáu đầu toàn thân tránh thoát băng tinh trói buộc, càng thêm điên cuồng nhào về phía Long Vũ. Phốc, một đạo huyết kiếm từ phía sau lưng nàng bắn ra, nếu như không phải nàng tốc độ tương đối nhanh, vừa mới một kích kia cũng đủ để muốn mệnh nàng. Long Vũ thầm nghĩ trong lòng không tốt, sáu đầu hồn thú tất cả đều là thực lực bát giai hậu kỳ trở lên, có thể ngăn lại bọn chúng cũng vẻn vẹn chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi, muốn mang theo Tiêu Phàm rời đi, đoán chừng độ khó không nhỏ. Vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi rời đi. Con ngươi Long Vũ vô cùng kiên định, quét phía sau một cái, khí tức trên người nàng đột nhiên càng thêm đáng sợ lên, nàng bên ngoài được băng tinh phụ thể, hiện lên một mảnh bạch sắc hàn khí. Bạch sắc hàn khí hết sức kỳ lạ, tựa như hỏa diễm, nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì bạch sắc hàn khí chính là chiến hồn của Long Vũ. Trảm Linh, hét lớn một tiếng, trong tay Long Vũ chẳng biết lúc nào nhiều thêm một chuôi trường kiếm lượn lờ bạch sắc hàn khí, lộ ra một loại hàn ý thấu xương. Trường kiếm Long Vũ vũ động, lưu quang từ trên trường kiếm bắn ra, phóng tới sáu đầu hồn thú, lưu quang tốc độ rất nhanh, giống hệt thuấn di, trực tiếp chui vào thể nội sáu đầu hồn thú. Sáu đầu hồn thú gầm thét, quỷ dị là thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết kiếm, nhưng khí thế chúng nó lại trong nháy mắt yếu hơn phân nửa, bọn chúng nhìn về phía Long Vũ con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bọn chúng gặp qua nhân loại tu sĩ cường đại, một kiếm có thể chém giết bọn chúng cũng không ít, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có thể chém dụng hồn lực trong cơ thể bọn chúng. Nếu như lại đến một kiếm, bọn chúng lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, đến lúc đó chỉ có bị nàng giết. Giống, sáu đầu hồn thú sợ hãi gầm rú một tiếng, liền nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trạng thái bọn chúng giờ phút này nếu như bị hồn thú khác đánh lén, chết chính là bọn chúng. Nhìn thấy sáu đầu hồn thú rời đi, Long Vũ cũng buông lỏng một hơi, sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhìn kỹ, thân thể nàng hơi hơi run rẩy. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm phía dưới máu me đầm đìa, trên mặt Long Vũ lộ ra nụ cười sán lạn. Đỉnh đệ nhất phong thiên thần phong của chiến hồn đại lục. Một tiếng hét giận dữ bỗng vang lên, kèm theo một cỗ khí thế đáng sợ phóng tận trời xanh, toàn bộ hư không đều mãnh liệt rung động một cái. Giờ khắc này, tất cả sinh linh trên thiên thần phong đều cúi rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Đỉnh mây mù, phía ngoài một tòa cung điện nguy nga, mấy thân ảnh đang quỳ, cái trán dập sát mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, tựa như đang đợi một vị thẩm phán cường đại nào đó. Dám hủy lôi thân của bản điện chủ, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi ở chân trời góc biển nào, bản điện chủ nhất định giết ngươi. Một thanh âm tang thương hùng hậu từ trong đại điện vang lên. Mấy người bên ngoài đại điện nghe vậy, mí mắt run run, trong lòng dấy lên cảm giác kinh sợ. Thực lực điện chủ chiến thần điện bọn hắn không ai biết rõ, nhưng mà, cho dù là một bộ lôi thân thì bọn hắn cũng không thể khinh thường. Thế mà hiện tại, lôi thân của hắn lại bị hủy. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, tu sĩ chiến hồn đại lục cửu vực, phàm là đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện cưỡng ép mời vào thần kiếp chi địa, muốn hủy diệt lôi thân của điện chủ chiến thần điện không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù ngẫu nhiên có một hai người chưa tiến vào thần kiếp chi địa, thậm chí may mắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chém giết lôi thân hắn. Nhưng mà một câu tiếp theo của điện chủ chiến thần điện càng làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Người nhận truyền thừa Tu La đã xuất thế, lập tức phái người tiến về Nam vực Vô Song Thánh Thành, hiện tại bản điện chủ muốn biết đã phát sinh chuyện gì. Thanh âm điện chủ chiến thần điện vang lên. Đám người nghe vậy, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Điện chủ chiến thần điện mặc dù không nói rõ, nhưng mà rất hiển nhiên, người hủy diệt lôi thân của hắn chính là người Vô Song Thánh Thành. Nhìn khắp cửu vực thì Nam vực chính là yếu nhất, tương tự. Vô Song Thánh Thành so với tám tòa thành trì khác cũng tương đối yếu. Cho dù Vô Song Thánh Thành ngư long hỗn tạp, nhưng mà một nơi yếu nhất làm sao có thể hủy được một bộ lôi thân của điện chủ chiến thần điện chứ? Chẳng lẽ là một vài lão gia hỏa cổ tộc xuất thủ? Rất nhanh, đám người lại nghĩ tới nửa câu trước của điện chủ chiến thần điện,
người truyền thừa Tu La không phải 1000 năm mới xuất hiện à? Bây giờ còn thời gian mấy năm nữa mới tới 1000 năm, làm sao lại xuất hiện sớm vậy? Chẳng lẽ là người được truyền thừa Tu La diệt lôi thân của điện chủ? Mấy người lắc đầu, cho dù người truyền thừa Tu La xuất hiện sớm cũng không có khả năng cường đại như thế, đã có thực lực cùng lôi thân của điện chủ đối kháng. Đám người trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn không chút do dự cung kính nói, rõ, điện chủ đại nhân. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chừng 40-50 tuổi đột nhiên bò lổm ngổm lui lại mấy bước, sau đó mới đứng dậy. Người này tên là Tư Không Vũ, chính là lúc trước đó sắp xếp nhiệm vụ, phụ trách về người truyền thừa Tu La kia. Bây giờ lôi thân của điện chủ chiến thần điện xảy ra vấn đề, hơn nữa có quan hệ cùng người truyền thừa Tu La, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất, trong lòng sớm đã sốt ruột tới cực điểm, hận không thể lập tức tiến về Vô Song Thánh Thành. Chờ chút, thanh âm điện chủ chiến thần điện tiếp tục vang lên, Tư Không Vũ vội vàng ngừng lại, cung kính bái về hướng đại điện. Lúc này, thanh âm điện chủ chiến thần điện lại vang lên, lôi thân của bản điện chủ bị hủy, nếu không ngoài dự liệu thì chiến thần điện ở Vô Song Thánh Thành cũng đã bị hủy, lại tuyển một chi nhánh của chiến gia qua đó. Mặt khác, tìm được người truyền thừa Tu La, cần phải bắt sống. Rõ, điện chủ đại nhân. Tư Không Vũ cung kính gật đầu, không hề có ý tứ phản kháng. Trước mặt điện chủ chiến thần điện, tất cả mọi người sẽ chỉ nói một câu nói trên, trước nay không ai dám nói một chữ, không được. Mấy người khác vẫn nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi điện chủ chiến thần điện ra chỉ thị mới. Các loại ti chức các ngươi, chờ đợi bản điện chủ xuất quan. Mặt khác, các ngươi có thể chuẩn bị nhân tài cho chiến thần điện, lui xuống đi. Thanh âm thăm thẳm của chiến hồn điện điện chủ vang lên. Câu nói sau cùng nói ra, cỗ khí tức đáng sợ giống như nước thủy triều rút, đám người như chút được gánh nặng. Mặc dù bọn hắn cơ hồ không ai thấy qua điện chủ đại nhân, nhưng mà đối với thủ đoạn của hắn đều e ngại phát ra từ nội tâm. Mấy người nhìn nhau, liền biến mất tại chỗ, có mấy lời bọn hắn không dám nói ở chỗ này, chỉ có thể rời đi rồi thương lượng cho tốt. Vô Song Thánh Thành, toàn bộ Thượng Trọng Thiên bị hủy diệt theo lục đại gia tộc cùng chiến thần điện, so với trước kia tiêu điều không ít. Đại gia tộc bây giờ cũng chỉ còn lại gia tộc Diệp gia, Lăng gia, Tô gia cùng Úy Trì, những người gia tộc khác cơ hồ đều là không nhập lưu, khó mà giao phong cùng tứ đại gia tộc này. Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái là nửa tháng sau, qua xử lý của tứ đại gia tộc, mặt đất đầy dẫy thương vong vẫn tràn ngập huyết tinh chi khí nồng đậm. Sở gia, Độc Cô gia tộc, Công Tôn gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngô gia cùng Giang gia cùng thi thể lục đại gia tộc có đến hàng vạn người, trọn vẹn bị chôn vào hố ở Hạ Trọng Thiên. Nửa tháng trước, không ai biết rõ Tiêu Phàm giết bao nhiêu người, nhưng mà trong những người chết đi, 8-9 phần 10 đều là bị Tiêu Phàm giết. Về phần gia tộc Diệp gia, Tô gia, Lăng gia cùng Úy Trì, người của tứ đại gia tộc này chết đi đều được hậu táng. Mà người chiến thần điện, tứ đại gia tộc bọn hắn không dám tự tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi người bản bộ chiến thần điện tới. Bọn hắn biết rõ, nếu chưa được cho phép, người chiến hồn điện cùng tam cung tam các đều không thể tự tiện tiến về chiến thần điện. Thảm nhất chính là tu sĩ chiến thần điện, bọn hắn khi còn sống uy phong lẫm liệt, nhưng mà sau khi chết, thi thể bọn hắn lại chỉ có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời. Mặc dù hai người chiến Thiên Long cùng chiến Vũ Yến chưa chết, sau khi Tiêu Phàm rời đi 3 ngày sau thì hai người liền tỉnh lại, nhưng hai người cũng chịu trọng thương, thân thể căn bản không thể động đậy. Những ngày qua, sự tích Tiêu Phàm đã truyền khắp Vô Song Thánh Thành, thậm chí toàn bộ Nam Vực, mà chậm rãi truyền sang cả bát vực khác, cái tên Tiêu Phàm cũng hoàn toàn lan truyền thiên hạ. Trong một gian quán rượu ở Vô Song Thánh Thành, đang có một tiên sinh đang nước bọt tung bay kể về chuyện nửa tháng trước đó, người nghe phía dưới nghe say sưa ngon lành. Lại nói Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, như là chém rau chặt dưa, quét ngang lục đại gia tộc không địch thủ, ngắn ngủi sau nửa chén trà nhỏ mắt đất đầy thi thể. Tiên sinh kể chuyện khoa tay múa chân, tựa như bản thân đang rơi vào kỳ cảnh. Cũng đúng lúc này, cửa quán rượu đột nhiên có mấy bóng người đến, người nghe ở đây vô cùng chăm chú, hoàn toàn không quan tâm những người khác đến. Tiêu Phàm giết vào giết ra, ngay cả chiến thánh cảnh sơ kỳ ở trước mặt hắn cũng chỉ như sâu kiến, dưới chân hắn thây đã chất thành núi. Điện chủ chiến thần điện chiến phong lôi sợ đến tè ra quần, lúc hắn định chạy trốn,
lại bị Tiêu Phàm dùng một kiếm cắt lấy đầu, nhưng mà đây vẫn chưa phải kết thúc. Tiên sinh kể chuyện liền dừng lại, cố ý làm mọi người tò mò. Tiên sinh, sau đó thì sao? Đám người rất muốn biết sau đó phát sinh chuyện gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiên sinh kể chuyện. Sau đó, tiên sinh kể chuyện uống miếng nước, tiếp tục nói, một đạo lôi thần chi trưởng phá không mà tới, hư không trực tiếp bị vỡ nát, Tiêu Phàm dốc hết toàn lực xuất thủ, trực tiếp diệt lôi thần chi trưởng kia. Đến bước này, chiến thần điện bị hủy diệt, phốc, chữ, diệt, vừa thốt ra, đột nhiên một đạo lợi mang từ trong đám người bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu tiên sinh kể chuyện, máu tươi vẩy ra. Ai, đám người bỗng nhiên giật mình, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng lưu quang bay vụt, nơi đó có ba bóng người đang đứng, sắc mặt lạnh lùng, tựa như những người ở đây trong mắt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến. Tư Không đại nhân giá lâm, Diệp Thệ Thủy không tiếp đón từ xa. Cũng đúng lúc này, bên ngoài quán rượu đột nhiên truyền đến một thanh âm hét to. Đám người nghe vậy, mãnh liệt rung động, tất cả đều rụt rụt cổ, không dám nhìn thẳng ba người này. Diệp Thệ Thủy là ai, mọi người biết rõ. Bây giờ chiến hồn điện bị hủy diệt, toàn bộ vô song thánh thành, thậm chí toàn bộ nam vực đều lấy hắn làm đệ nhất. Nhưng mà, hiện tại Diệp Thệ Thủy đều tôn xưng một người trong ba người này là đại nhân, dạng nhân vật như thế bọn hắn đâu thể đắc tội. Trong lúc mọi người khiếp sợ, bốn người Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo, cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh đi tới, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên thân người cầm đầu trong ba người kia. Đó là một nam tử trung niên, chính là Tư Không Vũ Tử Thiên Thần Phong chạy đến. Đứng sau lưng hắn là hai thanh niên, hai người đều mang bộ mặt ngạo nghễ, con mắt còn không thèm nhìn bọn Diệp Thệ Thủy một cái. Bái kiến Tư Không đại nhân. Bốn người Diệp Thệ Thủy đồng thời kính bái, nhưng trong lòng thì chấn kinh không thôi. Tư Không Vũ, đây chính là tứ trưởng lão của bản bộ chiến thần điện, hắn vậy mà tự mình đến đây. Đến lại thật đúng lúc. Trong lòng Tư Không Vũ cười lạnh, hắn vốn định đến nơi này thăm dò một chút tin tức, lại nghe được một người kể chuyện nói về chiến thần điện bị hủy diệt, một thanh niên phía sau hắn liền giận dữ giết luôn người kể chuyện. Diệp Thệ Thủy, Tiêu Phàm kia là ai, chính hắn khiêu khích chiến thần điện có phải không? Tư Không Vũ còn chưa mở miệng, thanh niên khoác chiến bào màu trắng phía sau hắn đã mở miệng. Hắn có một đôi mắt đen kim sắc thâm thúy, khuôn mặt phi phàm tuấn mỹ, hơi có chút giống với Tư Không Vũ, trong lúc cử động đều tản mát ra khí phách vương giả tự nhiên. Thanh niên tên là Tư Không Tàng Kiếm, chính là nhi tử của Tư Không Vũ, khí tức phát ra trên người đến cả bọn Diệp Thệ Thủy cũng có chút e ngại. Một người thanh niên khác lại mặc một bộ vân sam bạch sắc, mái tóc đen phiêu giật bay lên, mái tóc không được buộc khiến người ta thấy một loại khí chất thần thái sáng láng nhưng lại không câu nệ tiểu tiết. Dung mạo như tranh, đẹp không giống người thực, siêu nhiên như tiên, thanh niên tên là Lạc Vũ Lạc, chính là đồ đệ Tư Không Vũ, cũng là sư đệ Tư Không Tàng Kiếm. Mặc dù ngữ khí của Tư Không Tàng Kiếm khiến Diệp Thệ Thủy có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn cười nói, hồi bẩm Tư Không thiếu gia, việc này nói ra rất dài dòng. Vẫn là mời Tư Không đại nhân đại giá quang lâm, mấy người Diệp mỗ sẽ kể tỉ mỉ cho ba vị. Diệp Thệ Thủy mặc dù là điện chủ phân điện chiến hồn điện, nhưng mà địa vị so với Tư Không Tàng Kiếm vẫn còn thua xa, lại càng không cần phải so với Tư Không Vũ, cho dù điện chủ chiến hồn điện thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Hừ, người tốt nhất là nên nói rõ nguyên do, bằng không, kết cục của bốn gia tộc các ngươi so với lục đại gia tộc kia cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Tư Không Tàng Kiếm lạnh rên một tiếng nói. Đi Diệp gia trước đã. Tư Không Vũ nhìn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói. Bốn người Diệp Thệ Thủy nghe vậy, vội vàng dẫn đường phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ba người. Chỗ sâu bạo loạn chi hải, vị trí dưới một ngọn núi phong sơn, nơi này có một sơn động u sâm, đột nhiên bên trong truyền ra tiếng ho khan nhẹ. Trong sơn động vô cùng rộng rãi, âm thầm có thể nhìn thấy cái bóng nhiều ngọn lửa nhảy lên, vách đá bốn phía vô cùng khô ráo, nơi này hiển nhiên là được ai đó xử lý một lần, bằng không không thể nào có sơn động thoải mái như thế. Trên một tảng đá lớn được cỏ khô phủ lên, một thân ảnh đang nằm, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, thân ảnh không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Đây là nơi nào? Tiêu Phàm mở hai mắt ra liếc nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Hắn bỗng nhiên đung đưa đầu, trong đầu lóe qua từng hình ảnh,
lập tức trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cảm giác đầu như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Lúc này, Tiêu Phàm mới chậm rãi bình tĩnh lại, áo bào đã hoàn toàn ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lôi điện chi trưởng kia, là người chiến thần điện đánh lén ta. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia tàn nhẫn, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra. Trong lòng hắn âm thầm thề, sẽ có một ngày, hắn phải giết đến tận chiến thần điện để báo thù này. Là sư phụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lúc ấy mặc dù hắn bị lôi thân trưởng đánh bay, toàn thân xương cốt gần như vỡ vụn, nhưng hắn vẫn rõ ràng nghe được thanh âm bác lão. Nếu như không phải bác lão kịp thời tới, đoán chừng hắn liền bị cuốn vào bên trong hư không liệt phùng. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm, khi hắn chuẩn bị ngồi dậy, hắn lại phát hiện thân thể bản thân vậy mà không thể động đậy. Thậm chí, hắn cảm giác bản thân đến cả hồn lực cùng hồn hải đều cảm giác không thấy, nói theo cách khác, tu vi hắn bị phế. Ta bị phế tu vi, không có khả năng, Tiêu Phàm đầu lúc lắc như trống, cảm giác có chút không rõ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này. Bản thân thế nhưng là tu vi chiến đế đỉnh phong, hơn 2 năm cố gắng mới đi đến bước này, làm sao tu vi lại hoàn toàn biến mất. Không đúng, ta còn có bạch thạch, chỉ cần ta không chết liền có thể khôi phục tất cả. Tiêu Phàm cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại, trong lòng tự an ủi, lúc trước lão nhị bị phế tu vi, hắn không phải cũng làm lại lần nữa à, ta nhất định cũng có thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, tâm thần thử dẫn ra hồn hải, khiến hắn ngạc nhiên là, vậy mà hắn vẫn có thể xem được tất cả trong thân thể mình. Sau khi Tiêu Phàm lo lắng lại có mấy phần kích động, chí ít, đây là một chuyện tốt, có thể xem được tình hình trong cơ thể mình, đây là năng lực mà một tu sĩ mới có. Nếu quả thật bị phế tu vi, hắn không thể nào làm được như vậy. Lúc này, tình hình trong cơ thể tất cả đều in vào trong đầu Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, run giọng nói, hồn hải phá toái, kinh mạch vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá, xương cốt toàn thân gãy hết. Nếu như không phải còn cảm giác được bản thân mình đang hô hấp, Tiêu Phàm sẽ coi là mình đã chết, thân thể này nhất định chính là một phế nhân, có thể tỉnh lại cũng đã là kỳ tích. Hắn thấy may mắn, lúc đó mình bảo vệ đầu, bằng không khẳng định không sống tới hiện tại. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm tiếp tục điều tra thân thể, mỗi một tấc đều không buông tha, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình lại có một cỗ lực lượng huyền diệu, đang duy trì sức sống của hắn, cũng đang chậm rãi chữa trị thân thể hắn. Loại tốc độ này rất chậm. Nhưng mà đối với Tiêu Phàm mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể khôi phục tu vi. Tiêu Phàm âm thầm động viên bản thân, thương thế này tuyệt đối là lần nặng nhất của hắn từ trước tới nay. Có điều, Tiêu Phàm vẫn có thắc mắc, trong lòng trầm ngâm, hiện tại tiểu ma nữ tạm thời không bị nguy hiểm, ta cũng có thể yên tâm, chỉ là, tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này chứ? Tiêu Phàm nhớ rõ mình bị đánh vào hư vô liệt phùng. Về sau có hồn văn vây khốn hắn, trực tiếp truyền tống hắn đi, lúc này mới không xâm nhập vào trong cái khe hư vô. Nhìn xung quanh bốn phía, sơn động này hẳn là có người đã xử lý, như vậy là ai cứu mình chứ? Chờ đã, quần áo của ta, có vẻ như không phải bộ lúc trước. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đã thay một bộ trường bào màu đen sạch sẽ, sợi tóc vốn xen lẫn cả máu cũng đã được gội sạch sẽ. Tiêu Phàm, người tỉnh rồi. Đột nhiên, một thanh âm vừa mừng vừa lo từ cửa động truyền đến, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một mùi thơm trong nháy mắt ập tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đau, Tiêu Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này xương cốt toàn thân hắn còn chưa khép lại, bị người khác ôm một cái như thế, thiếu chút nữa thì tan ra thành từng mảnh. Thật xin lỗi, ta không cố ý. Thân ảnh kia vội vàng buông Tiêu Phàm ra. Lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh kêu lên, Long Vũ. Không sai, người tới chính là Long Vũ, bên trên bàn tay nhiễm máu của nàng còn đang cầm hai gốc linh dược, hiển nhiên là đi tìm linh dược cho Tiêu Phàm vừa mới trở về, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều khả năng, người cứu hắn có thể là một tu sĩ ẩn thế, cũng có thể là một bộ tộc nhân loại đặc thù. Thậm chí là một hồn thú. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người cứu hắn lại là Long Vũ.
Long Vũ trước đó không phải biến mất rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là chỗ nào? Các câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, có điều hắn lại không nói ra, nhìn Long Vũ không biết làm sao. Tiêu Phàm, người rốt cục tỉnh rồi, ta sợ ngươi nhỡ không tỉnh lại thì sao? Đây là hai gốc linh dược bổ sung huyết khí ta tìm cho ngươi, linh dược trong phạm vi 50 dặm này đại khái đã bị ta hái hết, nhanh, ăn hai gốc linh dược này đi. Long Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, nước mắt không nhịn được nữa liền trào ra. Lúc ấy nhìn thấy Tiêu Phàm sắp chết, Long Vũ bị dọa cho phát sợ, không chút do dự đem xích huyết thần Long Thảo vừa mới lấy được đút cho Tiêu Phàm ăn. Không thể phủ định, thật đúng là phải cảm ơn gốc xích huyết Long Văn Thảo kia, bằng không Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể sống sót. Mặc dù thương thế của Tiêu Phàm cũng không có chuyển biến tốt hơn, nhưng tạm thời xem như giữ được tính mệnh. Nàng không phải luyện dược sư, không biết làm sao chữa cho Tiêu Phàm khỏi bệnh. Nhìn thấy xích huyết thần Long Thảo hữu dụng, cho nên hơn nửa tháng này Long Vũ tìm kiếm linh dược khắp nơi. Long Vũ cũng chỉ có thể dùng linh dược duy trì tính mệnh Tiêu Phàm, nhất là linh dược bổ sung huyết khí, nhiều lần vì cướp đoạt vài cây bát giai linh dược, suýt thì chết dưới nanh vuốt hồn thú. Nhìn bộ dáng lo lắng của Long Vũ, mũi Tiêu Phàm hơi cay cay, hốc mắt có chút ướt át, trong lòng hắn không biết đối mặt cô gái này như thế nào. Ta quên mất. Bây giờ ngươi còn chưa cử động được. Long Vũ phản ứng ra, vội vàng dùng hồn lực luyện hóa hai gốc linh thảo vào trong miệng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất muốn nói cho nàng biết, hai gốc linh dược này đối với thương thế của hắn không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà hắn không nghĩ cự tuyệt lòng tốt của Long Vũ, mấp máy bờ môi, mặc cho thuốc kia rót vào trong cơ thể mình. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Long Vũ là một cô gái tốt dám yêu dám hận. Nhưng mà, cả đời này, Tiêu Phàm cũng không biết chọn như thế nào. Nam nhân luôn ích kỷ, tuyệt đối không cho phép chia sẻ nữ nhân của mình với nam nhân khác. Tương tự, nữ nhân cũng vậy, ở phương diện này thậm chí còn ích kỷ hơn so với nam nhân, các nàng làm sao có thể chia sẻ nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác chứ? Cho nên, Tiêu Phàm luôn không muốn tiếp nhận, cũng sẽ không tiếp nhận phần cảm tình này, hắn không muốn làm một kẻ phản bội tình cảm. Tiêu Phàm đã từng nghĩ tới, về sau dùng tất cả những thứ của mình để trả lại cho nàng, nhưng mà hắn phát hiện, ngoài lần đầu tiên hắn cứu mạng Long Vũ, bây giờ hắn nợ Long Vũ ngày càng nhiều. Giờ phút này, trong đầu Tiêu Phàm hết sức phức tạp, nhất là nhìn thấy trên trường bào Long Vũ còn dính không ít máu tươi. Tiêu Phàm lần đầu tiên phát hiện, Long Vũ động lòng người như thế, đẹp không cách nào tả xiết. Nhìn ta làm cái gì? Có phải cảm động muốn chảy nước mắt rồi hả, hay là yêu ta rồi? Ngươi cũng đừng có yêu ta dễ dàng như vậy. Long Vũ trêu ghẹo nói, cười vô cùng tỏa nắng. Cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm nghẹn hồi lâu, rốt cục nói ra một câu, hắn thực sự không biết trả lời Long Vũ thế nào. Cảm ơn ta làm gì, ngươi là phu quân ta mà. Long Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tràn ngập tự tin, thanh lệ động lòng người. Hai chữ, phu quân, từ trong miệng nàng nói ra, là tự nhiên như thế, cũng không có chút làm ra vẻ nào. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nhất thời không biết nói gì. Long Vũ đúng là một kỳ nữ, nam nhân có thể hợp với nàng nhất định là anh hùng cái thế, đáng tiếc, người này không phải Tiêu Phàm hắn. Long Vũ cũng biết rõ trong lòng Tiêu Phàm sớm đã có một người, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề đề cập đến, cũng không cố ý đi phá vỡ nó, bởi vì nàng trong lòng Tiêu Phàm đã hạ chiến thư cho tiểu ma nữ. Nàng tin tưởng, bản thân nhất định sẽ đi vào trong lòng Tiêu Phàm. Đến bản thân Long Vũ cũng không biết, nếu như chỉ là đi vào trong lòng Tiêu Phàm, nàng đã thành công, nhưng mà muốn Tiêu Phàm từ bỏ tiểu ma nữ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Long Vũ biết rõ tất cả việc phát sinh ở Vô Song Thánh Thành, có lẽ sẽ không nghĩ như thế, một nữ tử vì Tiêu Phàm nguyện ý đối đầu cùng thiên hạ, Tiêu Phàm làm sao có thể buông bỏ được chứ? Tiêu Phàm không muốn Long Vũ lỡ làng, cho nên tới tận bây giờ cũng không ăn nói mập mờ với nàng, cho dù là huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm thỉnh thoảng sẽ trêu chọc, bởi vì huyết yêu nhiêu cũng biết rõ mình sẽ không thể có kết quả với hắn. Muốn nợ liền nợ cả một đời. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Phải rồi, hai ngày không lau rửa thân thể cho ngươi, ta lấy nước lau cho ngươi một lần nhé. Long Vũ không mảy may quan tâm suy nghĩ của Tiêu Phàm, gọn gàng dùng một cái chậu lấy đến một thùng nước. Đừng! Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại,
bản thân là một đại nam nhân, làm sao có thể để một người khác phái lau thân thể cho chứ? Chẳng lẽ còn sợ ta nhìn hay sao? Dù sao cái nên nhìn cũng nhìn, không nên nhìn thì cũng nhìn rồi. Long Vũ bĩu môi, căn bản không để ý tới Tiêu Phàm, trực tiếp cởi quần áo hắn. Cái gì gọi là nên nhìn cũng nhìn, không nên nhìn cũng nhìn rồi. Trong lòng Tiêu Phàm không còn gì để nói, lần này bản thân xem như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch, trong lòng giận mắng chủ nhân Lôi Thần chi trưởng kia 1000 lần, 1000000 lần. Nhưng mà, bất luận hắn làm thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Long Vũ, về sau ngươi không gả cho ai được, đừng trách ta. Tiêu Phàm đành phải uy hiếp. Có phu quân rồi, ta cũng không cần lấy chồng nữa. Long Vũ ngoái nhìn cười một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói. Tiêu Phàm dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc cho Long Vũ hành động, từ động tác quen thuộc của Long Vũ, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, những ngày qua, Long Vũ đã không ít lần giúp đỡ mình. Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo đến cả thân thể cũng căn bản không nghe mình sai khiến chứ. Khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Long Vũ mới dừng lại, vỗ vỗ bàn tay thô ráp nói, đã xong. Long Vũ! Tiêu Phàm mở miệng kêu to. Lời nói chưa ra khỏi miệng, liền bị Long Vũ cắt ngang, lời tạ ơn gì gì cũng không cần nói, ta không muốn nghe. Người có thích ta hay không không quan trọng, người có tu vi hay không cũng không quan hệ tới ta, dù sao trong lòng ta, ngươi là phu quân của ta. Sau đó, trong lòng Long Vũ lại bổ sung một câu, xin tha thứ cho sự ích kỷ của ta thà rằng ngươi vĩnh viễn thế này, cứ như vậy, ngươi mới thuộc về ta. Có điều ta biết rõ, nam nhân của Long Vũ ta tất nhiên sẽ bay lượn, bá đạo thiên hạ. Tiêu Phàm sao không biết tâm ý của Long Vũ, hắn đành phải vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, trên người ngươi có hạ phẩm hồn thạch không? Ngươi cần hạ phẩm hồn thạch làm gì? Long Vũ thắc mắc nhìn Tiêu Phàm, có điều vẫn không chút do dự tìm kiếm bên trong hồn giới. Ta có việc cần dùng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, muốn khôi phục thương thế, nằm như vậy không phải biện pháp. Hắn nhất định phải nghĩ cách thử nghiệm một chút. Trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm rất không tốt, hồn hải, kinh mạch, tạng phủ, gân cốt toàn bộ đều không có chỗ nào hoàn hảo, đến cả thân thể cũng không thể động đậy. Long Vũ tìm kiếm linh thảo bổ sung huyết khí quả thật có thể khiến hắn tạm thời không chết, thậm chí có khả năng giúp hắn chậm rãi khôi phục tu vi. Nhưng mà, quá trình này dài đằng đẵng, Tiêu Phàm không có thời gian dài như vậy hao tổn ở chỗ này. Bây giờ thân phận hắn là điện chủ Tu La Điện đã bại lộ, người muốn tìm hắn để gây sự đoán chừng đều ở khắp mọi nơi tìm hắn. Một khi không tìm thấy hắn, rất có thể dọc theo con đường Đại Ly Đế Triều tra được nhà Tiêu gia. Nếu như Tiêu gia bởi vì Tiêu Phàm hắn mà xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thân thể, sau đó tìm biện pháp khôi phục tu vi. Ta đây có một chút hạ phẩm hồn thạch. Nhưng mà không nhiều, trung phẩm hồn thạch lại có không ít. Long Vũ từ bên trong hồn giới lấy ra mấy đống hồn thạch nói. Không cần, hạ phẩm hồn thạch là đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, cường độ thân thể hiện tại của hắn không thể hấp thu hồn lực trung phẩm hồn thạch, cho dù hạ phẩm hồn thạch đoán chừng cũng phải từ từ. Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, bản thân lại còn có lúc dùng đến hạ phẩm hồn thạch, bên trong hồn giới hắn ngược lại là có không ít hạ phẩm hồn thạch. Nhưng mà luôn trồng chất bên trong một cái ngõ ngách, chính hắn cũng rất ít sử dụng. Lấy 2 khối thả vào trong tay ta, 2 khối đặt ở dưới lòng bàn chân, 1 khối đặt ở đỉnh đầu ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói, Long Vũ cũng nhất nhất làm theo lời Tiêu Phàm. Làm xong tất cả những thứ này, Long Vũ hỏi, bây giờ thế nào nữa? Trên người ngươi có kim châm không, nếu không có thì ngân châm cũng được. Tiêu Phàm hỏi. Bên trong hồn giới hắn ngược lại là có không ít kim châm, thậm chí còn có long văn kim châm. Nhưng mà, theo tu vi của hắn nâng cao, phẩm giai hồn giới trên người cũng cao hơn nhiều, phàm là đạt tới thất phẩm hồn binh, một khi tu sĩ dùng hồn lực khóa chặt, cũng chỉ có bản thân tu sĩ mới có thể mở ra. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp khác, chính là tu sĩ chết, hồn lực lưu tại phía trên hồn giới liền sẽ biến mất, những người khác tất nhiên cũng có thể lấy ra. Không có. Long Vũ suy nghĩ một chút nói, trên mặt lộ ra vẻ thất thần, vì không thể giúp được Tiêu Phàm mà cảm thấy hổ thẹn. Vậy châm cài đầu thì sao? Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh,
Bình thường thật đúng là không ai lại mang kim châm ngân châm trên người, có điều hắn vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Ngươi không nói sớm, cái này ta có rất nhiều. Long Vũ hì hì cười một tiếng, mở bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức có tầm 10 cây châm cài đầu các loại khác nhau, loại kém nhất cũng là dùng hoàng kim chế tạo ra. Tiêu Phàm bĩu môi, nếu có kim châm, ta cũng sẽ không dùng đến châm cài đầu, vừa nghĩ tới bản thân phải dùng châm cài đầu làm kim châm, Tiêu Phàm liền lẩm bẩm. Dù hiện tại hắn đã coi như là cửu phẩm luyện dược sư, nhưng mà vừa nghĩ tới phải hướng dẫn một người không biết gì về y thuật dùng châm cài đầu chữa thương cho bản thân, trong lòng hắn cũng rất không yên lòng. Bây giờ làm như ta nói, đầu tiên dùng một cái châm cài đầu, từ chính giữa đan điền cắm xuống dưới, đại khái khoảng 3 tấc. Tiêu Phàm trực tiếp xem nhẹ vấn đề trước đó, nói thẳng. Long Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vội vàng lui ra phía sau 2 bước, đầu lúc lắc như trống, rút tiếng nói, không được. Ta biết ngươi không có tu vi sẽ rất khó chịu, nhưng mà ngươi cũng không nên từ bỏ hy vọng để tự sát chứ, bất luận như thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn hoàn toàn bị Long Vũ đánh bại, bản thân làm sao có thể tự sát chứ, cho dù tự sát, cũng sẽ không dùng cái châm cài đầu của nữ nhân. Bà cô của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát, ta chỉ muốn nhanh nhanh tốt lên thôi. Tiêu Phàm cười khổ nói. Nhưng mà cái châm cài đầu này cắm vào đan điền 3 tấc, người còn có thể sống sao? Long Vũ hiển nhiên là không tin, đó chính là vị trí hồn hải mà. Ngươi quên à, ta là một luyện dược sư, chỉ cần ngươi làm theo trình tự ta nói, ta nhất định sẽ không chết. Tiêu Phàm tận tình khuyên bảo giải thích. Hắn biết rõ Long Vũ muốn tốt cho mình, nhưng mà hiện tại hắn chỉ muốn khôi phục thương thế đã, ít nhất cũng phải khôi phục lực hành động. Vừa nghĩ tới thường xuyên phải để Long Vũ lau người cho, trong lòng Tiêu Phàm liền cảm giác khó chịu. Được, chẳng qua nếu như ta phát hiện thân thể ngươi có vấn đề gì, ta sẽ lập tức ngừng lại. Đôi mắt đẹp của Long Vũ lấp lóe một cái, vẫn là đi đến bên người Tiêu Phàm. Bây giờ làm như ta nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng thầm quyết định, chỉ cần bản thân không chết, tuyệt đối sẽ không kêu đau, bằng không ai biết sau đó Long Vũ còn giúp mình nữa không. Phương pháp Tiêu Phàm muốn sử dụng chính là phương pháp lúc trước cứu Sở Khinh Cuồng, chỉ cần cắm 4 kim châm vào hồn hải, cũng chính là đan điền, cùng đỉnh đầu cùng tứ chi, hồn lực bên trong hồn thạch liền sẽ tự động dung nhập vào cơ thể hắn. Chỉ là hiện tại Tiêu Phàm nặng hơn quá nhiều so với Sở Khinh Cuồng, hồn lực mà hạ phẩm hồn thạch ẩn chứa đều có chút tiếp nhận không nổi. Long Vũ dựa theo cách của Tiêu Phàm, trên người cắm 5 cái châm cài đầu, chỉ riêng trên đỉnh đầu không có hồn châm. Tiêu Phàm không dám để cho Long Vũ ra tay, dù sao, đầu thế nhưng là bộ phận nguy hiểm nhất. Đương nhiên Long Vũ cũng không dám ra tay, dù là Tiêu Phàm đau khổ nhờ vả, nàng cũng sẽ không cắm cái châm cài vào đầu Tiêu Phàm. Thế nào, nhìn bộ dáng Tiêu Phàm, Long Vũ lo lắng hỏi. Rất tốt, có lẽ không cần mấy ngày nữa, ta liền có thể cử động được. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thương thế trong cơ thể khôi phục nhanh mấy phần. 5 cái châm cài đầu kia không chỉ đang hấp thu hồn lực bên trong hạ phẩm hồn thạch, nó cũng đang hấp thu cả thiên địa linh khí bốn phía. Mặc dù so với thương thế của Tiêu Phàm, loại tốc độ này rất chậm, nhưng cuối cùng cũng tìm được một hy vọng. Răng rắc sau thời gian một nén nhang, 5 hạ phẩm hồn thạch kia rốt cục hóa thành bột mịn, toàn bộ hồn lực bị Tiêu Phàm hấp thu. Long Vũ vội vàng lại lấy ra 5 hạ phẩm hồn thạch đặt vào chỗ trước đó, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ngay từ đầu 5 hạ phẩm hồn thạch đều cần thời gian hấp thu một nén nhang, 3 ngày sau, Tiêu Phàm một lần duy nhất đã có thể hấp thu 100 hạ phẩm hồn thạch. Hạ phẩm hồn thạch sử dụng hết, Tiêu Phàm lại bắt đầu dùng trung phẩm hồn thạch trên người Long Vũ cũng có không ít, rất nhanh trôi qua nửa tháng. Rốt cục. Xương tay cùng xương đùi của Tiêu Phàm cơ bản khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục còn đang tăng lên, hiện tại Tiêu Phàm ít nhất có thể cử động được. Vừa nghĩ tới bản thân rốt cục có thể sống tự do, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thắng được một trận chiến gian nan, mà Long Vũ lại lộ ra vẻ thất vọng, tựa như mất đi đồ vật gì quan trọng. Lại qua nửa tháng, Tiêu Phàm rốt cục có thể đi lại tự do, xương cốt toàn thân khôi phục, phạm vi hắn đi đã không chỉ giới hạn trong sơn động. Thỉnh thoảng có thể đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Có thể lại đứng lên lần nữa, khiến Tiêu Phàm cảm giác trọng sinh lần nữa,
bản thân rốt cục lại sống lại. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, kinh mạch và gân cốt Tiêu Phàm cũng khôi phục hoàn toàn, điều này đối với Tiêu Phàm mà nói là một chuyện tốt, bởi vì hắn rốt cục có thể nghĩ biện pháp khôi phục hồn hải. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm thất vọng thậm chí tuyệt vọng là theo hồn lực tràn vào trong cơ thể hắn, hồn hải đã bị phá toái căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn mặc dù có năng lực chữa cho hồn hải cùng khôi phục tu vi, nhưng là tâm thần hắn căn bản không liên lạc được U Linh chiến hồn cùng Bạch Thạch, muốn khôi phục hồn hải, nhất định phải mượn nhờ lực lượng Bạch Thạch cùng U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại, bọn chúng ngay ở trong cơ thể bản thân, nhưng cũng không cách nào liên hệ được, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm, người tạm thời đừng gấp, chúng ta rời khỏi nơi này, có lẽ có thể tìm được phương pháp để khôi phục tu vi. Long Vũ nhìn bộ dáng Tiêu Phàm liền vội vàng an ủi, nàng biết rõ, thời gian ở riêng với Tiêu Phàm có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trong rừng sâu u ám ẩm ướt, hai thân ảnh lúc đó ghé qua, hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm cùng Long Vũ, hai người trên đường đi luôn trầm mặc, ai cũng không mở miệng. Trong rừng rất âm u, ngẫu nhiên va va chạm chạm, ngay từ đầu, Long Vũ còn lo lắng Tiêu Phàm không đi được đường xa, muốn mang hắn phi hành. Có điều lại bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Vượt quá nàng dự kiến, liên tục 3 ngày đi đường, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết mỏi mệt. Mặc dù hắn không có bất kỳ tu vi gì, nhưng lại đi lại nhẹ nhàng, mạnh mẽ như bay. Tiêu Phàm đi ở phía trước, Long Vũ theo sát phía sau, thủ hộ bên người Tiêu Phàm. Hơn 3 tháng ở chung, Long Vũ đã coi Tiêu Phàm là người nàng yêu quý nhất, bây giờ rời đi, ai biết rõ về sau còn có thời gian ở cùng Tiêu Phàm không. Long Vũ rất trân quý thời gian hiện tại, nàng cảm thấy, hiện tại Tiêu Phàm chính là thuộc về nàng. Bạo loạn chi hải này thật là rộng lớn, muốn đi ra ngoài, đoán chừng không dễ dàng. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng nói. Hắn mặc dù biết rõ phương pháp tiến vào vô song thánh thành, nhưng mà nơi này đã ở chỗ sâu bạo loạn chi hải, có thể truyền nhập vào vòng xoáy thiên địa linh khí vô song thánh thành, cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm đã sớm rời đi thông qua vô song thánh thành. Đúng vậy, trước đó ta tìm ra đường rời đi trong 7-8 ngày, cuối cùng lại phát hiện càng đi càng sâu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì. Long Vũ cười hì hì nói. Trên mặt nàng luôn luôn tràn đầy nụ cười, duy trì sự tự tin và sáng sủa. Hai người tiếp tục tiến lên, hai người bọn hắn không cố định phương hướng nào. Ở nơi bạo loạn chi hải này, có hai loại tình huống vô cùng nguy hiểm, bất luận là kẻ nào cũng phải đặc biệt chú ý. Tình huống thứ nhất là hồn thú, bất luận là bát giai hay là cửu giai hồn thú, bọn chúng nhìn thấy nhân loại liền sẽ phát cuồng, liều chết công sát. Tình huống thứ hai là thiên địa linh khí bạo loạn, xác suất gặp phải tình huống này không lớn, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, bọn hắn không thể không cẩn thận. Nghe đồn. Cho dù là tu sĩ chiến đế cảnh lâm vào bên trong vòng xoáy bạo loạn thiên địa linh khí, cũng sẽ bị quấy đến vỡ nát. Vận khí Tiêu Phàm bọn hắn coi như không tệ, tiến vào nơi này lâu như vậy, còn chưa gặp qua vòng xoáy thiên địa linh khí chân chính lần nào. Ta tin ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, phát ra cảm kích cùng tín nhiệm từ nội tâm đối với Long Vũ. 3 tháng thời gian này, tu vi Long Vũ cũng tiến thêm một bước, đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng được, nữ hài sáng sủa hoạt bát như Long Vũ vậy mà nắm giữ băng tộc huyết mạch lạnh lẽo. Hắn trước đó gặp qua Diệp Thiên Tuyết nắm giữ băng tộc huyết mạch, đó nhất định chính là một ngọn băng sơn, không người nào có thể tới gần. Nhưng Long Vũ hoàn toàn khác, băng tộc huyết mạch đối với nàng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, vẻn vẹn chẳng qua là một loại át chủ bài mà thôi, điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng không hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ có thể chôn thắc mắc này ở trong lòng, cũng giống như phần cảm tình này, Tiêu Phàm cũng chôn nó ở chỗ sâu nhất trong nội tâm. Ngay thời khắc hai người đi đường, bên trong một vùng thung lũng, có mấy bóng đen lấp lóe, sau đó xuyên vào trong rừng sơn cốc. Bên trên một gốc cổ thụ, hơn 10 thân ảnh đứng đấy, phần lớn người đều mang mặt nạ kỳ lạ, chỉ có 3 người lộ ra khuôn mặt thật. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra hai người trong đó. Chính là hai người tham gia sát phương thí luyện, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly. Chỉ là hiện tại, hai người bọn hắn đang cung kính đứng ở sau lưng một thanh niên mặc huyết trường bào màu đen, trên trường bào thêu rất nhiều đầu lâu kim sắc.
Thanh niên có một mái tóc dài đen óng choàng trên vai, một đôi con ngươi đen kịt lộ ra một loại tà dị cùng yêu mị phía dưới, vành mắt hiện ra màu đen, bờ môi màu đỏ tươi như là máu nhuộm. Đều không tìm được, một chút manh mối cũng không có sao. Thanh niên tà mị lạnh như băng phun ra một câu, thanh âm có chút bén nhọn, nghe không ra nam hay nữ, hoặc là bất nam bất nữ. Thuộc hạ vô dụng. 10 người áo đen đeo mặt nạ nghe vậy, tất cả đều quỳ một chân xuống đất, nơm nớp lo sợ. Nếu vô dụng, vậy giữ lại các ngươi có ích gì? Thanh niên tà mị nhẹ nhàng bắn ngón tay ra, mấy vệt lưu quang bắn ra từ đầu ngón tay hắn, hai tu sĩ trong đó kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, không còn âm thanh gì nữa. Đại nhân bất giận, những người khác nghe vậy, chẳng những không chạy trốn, ngược lại tất cả đều quỳ trên mặt đất, đầu dán chặt xuống mặt đất. Bọn hắn biết rõ, hậu quả đắc tội thanh niên tà mị là cái gì, không chạy trốn còn tốt, hắn sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, một khi chạy trốn, tuyệt đối là sống không bằng chết. Đại nhân, thời gian còn lại của chúng ta mặc dù không nhiều, nhưng vẫn còn có không ít thời gian, thêm một người, dù sao cũng thêm một phần lực. Lúc này, Lưu Ly đột nhiên tiến lên một bước, thân thể cong 90 độ, cung kính nói. Thanh niên tà mị duỗi ra một cái tay trắng bệch nhẹ nhàng nhấc cằm Lưu Ly lên, cười tà nói, Lưu Ly nói đúng, đầu bọn hắn liền tạm thời giữ lại trên cổ. 3. Đột nhiên, thanh niên tà mị đánh một cái vào trên mặt Lưu Ly quay mặt qua chỗ khác, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, vội vàng quay đầu, cúi đầu đứng tại chỗ không dám nói chuyện. Ngọc Diện vô tình đứng ở đằng sau thanh niên tà mị, cúi đầu, dư quang đảo qua thanh niên tà mị. Chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng sát ý nồng đậm. Đây chính là kết quả của việc ngươi cầu xin giúp bọn hắn. Thanh niên tà mị lại nói, còn thời gian nửa tháng, nếu như các ngươi không tiến triển chút nào, các ngươi cũng không cần trở về nữa. Rõ, thuộc hạ cáo lui. Một đám hắc y nhân nghe vậy như được đại xá, sau đó đồng loạt bay xuyên đi về bốn phía. Các ngươi cũng thế, đừng tưởng là vô thường phán quan che chở các ngươi. Ta liền không dám giết các ngươi. Thanh niên tà mị tà tà cười nói, rõ ràng là cười nói, nhưng sát khí lại bắn ra bốn phía. Rõ. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình gật gật đầu, lúc hai người lấy lại tinh thần, thanh niên tà mị đã không thấy tăm hơi. Lúc này, Ngọc Diện vô tình thấy thanh niên tà mị đi xa, lập tức nhổ bãi nước bọt, nổi giận mắng, ta nhổ vào, không phải chỉ là sống lâu hơn mấy năm so với nhóm ta thôi à? Nếu như cho ta đủ thời gian, ta cũng không kém hơn hắn. Ngọc Hy, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lưu Ly lau đi máu tươi khóe miệng, sắc mặt không dễ nhìn, lạnh giọng nói, thiên phú Diêm La Tử quả thực không yếu, so với nhóm ta 2 năm trước thức tỉnh chiến hồn, cũng đã đột phá chiến thánh cảnh. Diêm La Tử, chính là tên thanh niên tà mị kia, ở bên ngoài cái tên này có lẽ không có tiếng tăm gì, nhưng mà trong tam đại tổ chức sát thủ. Tên Diêm La Tử lại là không ai không biết. Chiến thánh cảnh 23, 24 tuổi, cho dù thiên tài cổ tộc cùng chiến thần điện cũng không hơn, mấu chốt là, Diêm La Tử còn là một tôn sát thánh, người thừa kế Diêm La Phủ tương lai. Nếu như hắn muốn giết một người, cho dù chiến thánh cảnh cũng hiếm khi có thể chạy thoát. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Hy cùng Ngọc Diện vô tình không dám phản bác hắn. Diêm La Tử tính tình quái dị, giết chóc vô đối. Dùng một câu hắn nói, phàm là thứ hắn không thuận mắt, thì không nên tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Sát thủ Diêm La Phủ không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Ngọc Diện vô tình nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, hít sâu một hơi nói, người nói không sai, có lẽ chúng ta cả một đời cũng không thể phóng tới một bước này. Giữa chiến đế cùng chiến thánh chính là cách biệt thiên địa. Trong số người ta quen, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể so sánh với hắn. Chỉ là không biết Tiêu Phàm bây giờ đạt tới cấp độ nào. Có lẽ không yếu đâu. Lưu Ly híp hai mắt, nhìn không chung nói, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trên một ngọn núi, trong rừng kích động một đàn chim bay, mấy đạo kiếm quang xông thẳng chân trời, ngay sau đó chuyển đến mấy tiếng rên rỉ, lúc này, trong rừng khôi phục tĩnh mịch. 3 thân ảnh từ 3 phương hướng bay vụt tới, tiến vào trong cổ lâm. Trong rừng gốc cây răng khắp nơi. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí nồng đậm. Mặt đất 10 mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, mỗi người đều là bị một kiếm phong hầu, trên cổ còn đang phun máu tươi, hiển nhiên là đã chết. Trong 10 mấy bộ thi thể kia,
một thân ảnh áo bào trắng đứng đấy, trường kiếm trong tay hắn còn đang nhỏ xuống máu tươi, nhưng mà áo bào hắn lại trắng tinh vô cùng, không bị nhiễm một giọt máu nào. Nếu như những người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ không tin, những người này là bị hắn giết chết. Các ngươi có tin tức Tiêu Phàm không? Thanh niên bạch bào nhìn ba người bay tới, ngưng tiếng nói, hắn không phải ai khác, chính là một trong tứ đại sát phương, Mộ Dung Dạ. Ba người khác, dĩ nhiên chính là Long Tịch, Lãnh Tiếu Nhận cùng Cận Tà. Không có. Ba người đồng thời lắc đầu, mấy người sắc mặt ngày càng lo lắng, tìm hơn 3 tháng, vậy mà không tìm được nửa điểm dấu vết về Tiêu Phàm, bọn hắn hoài nghi, Tiêu Phàm rất có thể đã chết. Các ngươi nói xem, lão đầu kia có phải lừa gạt chúng ta hay không? Lãnh Tiếu Nhận trầm ngâm lúc này mới mở miệng nói. Chắc không đâu, hắn lừa chúng ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cận Tà lắc đầu. Ba người khác gật gật đầu, với sự hiểu biết của bọn hắn về thực lực Bắc lão, nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thiết gạt bọn hắn tới nơi này. Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ sẽ không tùy tiện chết như thế. Còn người Long Tịch âm trầm, hắn luôn tin tưởng Tiêu Phàm còn sống, nhìn thi thể trên mặt đất lại nói, chỉ là người Diêm La Phủ tiến vào bạo loạn chi hải ngày càng nhiều, chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện ra. Nghe vậy, Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ cùng Cận Tà đều nhíu lông mày lại, một cỗ sát khí như ẩn như hiện từ trên người 4 người nở rộ ra. Những người khác đều không cần lo lắng, chỉ có Diêm La Tử, các ngươi nếu như gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Mộ Dung Dạ khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt Cận Tà trầm xuống, nói theo tin tức đáng tin, Diêm La Tử từ nửa năm trước đã đột phá đến chiến thánh cảnh, người này rất tà dị, vô cùng được Diêm La Phủ coi trọng, đến cả sát phương thí luyện cũng không nỡ để hắn tham gia. Bọn hắn rất rõ ràng một tôn sát thánh khủng bố thế nào, mặc dù chưa từng thấy qua Diêm La Tử, nhưng trong tam đại tổ chức sát thủ, cái tên Diêm La Tử này lại khiến cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật. 4 người bọn Cận Tà tự nhận là thiên phú không kém, nhưng nghe đồn thiên phú của Diêm La Tử còn yêu nghiệt hơn cả bọn hắn, không cho phép bọn hắn không cẩn thận. Nếu Diêm La Phủ cũng là đến vì Tu La bí cảnh, các ngươi nói xem, Tiêu Phàm có khả năng bị người Diêm La Phủ bắt đi không? Lãnh Tiếu Nhận híp hai mắt nói. Lần sau gặp được người Diêm La Phủ, trước khi giết hỏi rõ ràng mọi chuyện đã. Mộ Dung Dạ ngữ khí băng lãnh, không mang theo bất cứ chút cảm tình nào, nhẹ nhàng thổi, huyết châu trên trường kiếm lăn xuống, sau đó lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhẹ lau sạch. Vậy liền tiếp tục tìm đi, cách thời điểm Tu La Điện xuất hiện, còn một chút thời gian nữa. Long Tịch ngưng tiếng nói, vì giải khai Tu La nô ấn trong cơ thể, bọn hắn đã cố gắng nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thân hình 4 người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một bên khác, 2 người Tiêu Phàm cùng Long Vũ không ngừng đi đường, mấy ngày tiếp, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Phàm nói, hắn phát hiện, đi tiếp thế này cũng không phải biện pháp, căn bản không biết lúc nào mới đến điểm cuối. Bạo loạn chi hải lớn vượt qua mức hắn tưởng tượng, muốn dựa vào 2 chân để đi ra ngoài, cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng hắn lại không dám để Long Vũ mang theo hắn phi hành vượt qua, dù sao nơi này có không ít bát giai hồn thú, thậm chí cửu giai, có thể uy hiếp tính mạng bọn họ. Được. Long Vũ gật đầu, bản năng phóng xuất ra hồn lực, tràn ngập hướng về 4 phía, ở nơi bạo loạn chi hải này, nàng sớm đã hình thành tính cách chú ý cẩn thận. Lúc này, Long Vũ đột nhiên cả kinh kêu lên, Tiêu Phàm, bên kia có người. Người, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Nơi này chính là chỗ sâu bạo loạn chi hải, làm sao lại có những người khác tồn tại? Người có thể sống sót ở chỗ này, chí ít cũng là tu vi chiến đế hậu kỳ trở lên, chẳng lẽ có người đến nơi này lịch luyện? Long Vũ, nhanh rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm trước tiên nói, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Bọn hắn phát hiện ra chúng ta. Trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ trịnh trọng, sau đó nhanh chóng ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Hô hô, mấy tức sau, mấy đạo lưu quang từ đằng xa truyền đến, rơi vào trên người Tiêu Phàm cùng Long Vũ, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ quỷ dị, nhìn qua vô cùng khiếp người. Người Diêm La Phủ, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, bây giờ tam đại tổ chức sát thủ chỉ còn lại Diêm La Phủ,
hắn không khó đoán ra thân phận bọn hắn. Từ khí thế trên người sáu người này, hẳn là tu vi chiến đế hậu kỳ trở lên, hơn nữa đều là sát thủ trải qua bách chiến, đối với hắn và Long Vũ mà nói là một uy hiếp to lớn. Chủ yếu nhất là, đối phương rõ ràng không có thiện chí, sát khí trên người như ẩn như hiện. Nhưng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, sát thủ Diêm La Phủ, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Mấy vị, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, bây giờ sẽ rời khỏi đây. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói, dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp kéo cánh tay Long Vũ chuẩn bị đi ra phía ngoài. Ngươi sao lại vội vã muốn đi, tiểu muội muội này chưa chắc muốn rời đi đâu. Đột nhiên, hai thân ảnh lóe lên, ngăn lại đường đi của Tiêu Phàm cùng Long Vũ. Các hạ, quấy rầy rồi, xin giơ cao đánh khẽ. Tiêu Phàm cau mày một cái chắp tay nói, bên trong ngữ khí lại không có quá nhiều sợ hãi. Tiểu tử, ngươi nói nhảm quá nhiều, vốn dĩ ngươi tự xéo đi là được, có điều bây giờ, ta chuẩn bị chơi một trò chơi. Trong đó một hắc y nhân đeo mặt nạ khuôn mặt huyết sắc tươi cười mở miệng nói. Xích huyết, ngươi lại nghĩ ra ý tưởng gì hay? Ca ca rất lâu chưa được hưởng qua mùi vị nữ nhân, đồ vật đưa lên đây, ngươi không thể một mình độc hưởng chứ. Yên tâm, các ngươi còn không biết xích huyết à, hắn nói chơi một trò chơi, khẳng định để tất cả mọi người cùng chơi thoải mái. Những người khác nghe vậy, lập tức ngươi một lời, ta một câu. Ánh mắt nhìn về phía Long Vũ tràn ngập vẻ dâm tà, hận không thể lập tức đem Long Vũ ngã nhào xuống đất. Long Vũ đẹp đến không sao kể xiết, bọn hắn những người này làm sao có thể buông tha đây. Huống chi, bọn hắn đã rất lâu không được chạm qua nữ nhân. Yên tâm, giữa huynh đệ chúng ta còn cần nhiều lời sao. Người mặt nạ tên xích huyết tà tà cười một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, hôm nay để ngươi mở rộng tầm mắt. Mấy huynh đệ chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Ngươi có phải đã nôn nóng muốn tận mắt nhìn xem chúng ta làm thịt nữ nhân của ngươi chứ gì? Còn người Tiêu Phàm rất bình tĩnh đến vô cùng đáng sợ, trong mắt hắn, mấy người này nghiễm nhiên chính là mấy người chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi rung động, trong lòng hắn đang nghĩ, đến cùng nên giết chết bọn hắn thế nào mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Các huynh đệ, giữ lấy nàng. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, xích huyết còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang sợ hãi, lập tức quát nhẹ một tiếng, cùng lúc đó, hai thân ảnh khác cùng lúc nhào về phía Long Vũ. Những sát thủ Diêm La Phủ này, bình thường cũng tầm hoa vấn liễu không ít, lần này ở bạo loạn Chi Hải đã 3 tháng, trong lòng bọn hắn sớm đã ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc như Long Vũ, làm sao còn có thể chịu đựng được, thậm chí, bọn hắn chuẩn bị chơi một chút để càng thêm kích thích. Đó chính là để Tiêu Phàm tận mắt chứng kiến bọn hắn làm nhục nữ nhân của hắn như thế nào, chỉ nghĩ thôi trong lòng đã vô cùng sảng khoái. Những tên khốn kiếp các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Long Vũ coi như có thể nhẫn nhịn, nhưng khi hai hắc y nhân nhào về phía nàng, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Trảm Linh, một tiếng khẽ kêu, trong tay Long Vũ đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, hai lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hai người kia. Vừa lên đến nàng liền thi triển đại chiêu, có thể thấy Long Vũ giờ phút này phẫn nộ thế nào. Lúc lưu quang chui vào trong cơ thể hai sát thủ kia, Long Vũ đạp không mà lên, một cỗ chi khí cực lạnh từ bàn tay nàng tản ra. Ầm ầm, bàn tay Long Vũ cách không đập vào trên người hai hắc y nhân kia, tựa như đụng phải bọn hắn cũng sẽ bẩn tay mình. Hai sát thủ kia bị hai đạo lưu quang bắn trúng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nhưng mà ngay sau đó hai người liền kinh hãi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn phát hiện, hồn lực trong cơ thể mình trong nháy mắt bị rút sạch. Thủ đoạn này cũng quá quỷ dị, hồn lực không phải của bản thân à, làm sao có thể bị người khác chém dụng chứ? Còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên, lại hai đạo trưởng cương rơi vào ngực hai người, một tầng hàn băng bao trùm quanh hai người có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả thông qua hàn băng, nhưng mà không thể nào động đậy. Hơn nữa, cỗ hàn ý này rất nhanh từ ngoài cơ thể bọn hắn thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, rót vào bên trong kinh mạch, thậm chí vào từng tế bào. Ken két một thanh âm băng tinh vỡ vụn từ trên người hai người vang lên, ngay sau đó, thân thể hai người trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng rơi trên mặt đất. Vẻn vẹn không đến một vài giây, hai đại sát thủ chiến đế cảnh hậu kỳ tử vong, gọi là miểu sát cũng không đủ. Động tác của Long Vũ như nước chảy mây trôi.
Những ngày qua, Tiêu Phàm chỉ điểm không ít cho nàng, nhất là thời điểm đang cùng hồn thú chiến đấu, chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng đều tiến bộ rất lớn. Ngươi dám giết người Diêm La phủ ta, tự tìm cái chết à? Mấy hắc y nhân khác lập tức quát to, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, lúc này bọn hắn mới phát hiện mình quá khinh thường thực lực Long Vũ. Nữ tử này không chỉ là một con cừu non đợi làm thịt, mà là một con rắn độc. Diêm La phủ chỉ có dạng tạp nham như các ngươi thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn bốn người còn lại, từ khi biết rõ chuyện huyết lâu bị Diêm La phủ hủy diệt, Tiêu Phàm không có ý định buông tha Diêm La phủ. Trước đó hắn chỉ không muốn quấy nhiễu người Diêm La phủ mà thôi, cho nên mới không muốn cùng bọn hắn giao phong, chứ không phải Tiêu Phàm sợ bọn hắn. Nơi này có chỗ cho một phế vật như ngươi nói chuyện sao? Hắc y nhân tên xích huyết sát mang trong mắt bắn ra bốn phía, khuôn mặt dưới mặt nạ tươi cười huyết sắc kia đoán chừng cũng vô cùng dữ tợn. Sau đó lại nói, ngươi giết hắn, ba người chúng ta ứng phó nữ nhân này, càng mạnh mẽ, lão tử lại càng thích, hôm nay ta nhất định phải có được nàng. Xích huyết lão đại yên tâm, giết một đồ bỏ đi mà thôi, quá đơn giản. Hắc y nhân mang theo mặt nạ quỷ hắc sắc khác mặt mũi khinh thường nói. Vừa dứt lời, một cỗ công kích linh hồn đáng sợ lao thẳng tới Tiêu Phàm, hắn nghĩ Tiêu Phàm khẳng định không tiếp nhận được, trong nháy mắt liền sẽ bỏ mạng. Nghĩ vậy hắn quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà, thời khắc rời đi dư quang lại quét mắt một vòng, khiến hắn ngạc nhiên là, Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao lại như vậy? Hắc y nhân mặt quỷ lộ ra vẻ kinh dị, con người đen kịt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn nhìn thấu Tiêu Phàm. Nhưng mà, bất luận hắn nhìn thế nào, cũng chỉ thấy Tiêu Phàm là một người quá bình thường, làm sao có thể chịu đựng được công kích linh hồn từ bản thân. Lão tử không tin, hắc y nhân mặt quỷ lạnh rên một tiếng, trên người hắn phóng ra khí tức dồi dào, công kích linh hồn như nước thủy triều xông thẳng vào đầu óc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đó, vẫn bất vi sở động. Tựa như căn bản không hề cảm nhận được công kích linh hồn của hắn. Hắc quỷ, còn không giết hắn, đang làm cái gì đấy? Nơi xa truyền đến thanh âm xích huyết hét giận dữ, ba tu sĩ chiến đế cảnh hậu kỳ bọn hắn vậy mà không thể chiếm thế thượng phong trước Long Vũ, ba người cũng lo lắng hẳn lên. Hắc y nhân mặt quỷ nghe vậy cũng không nương tay nữa, nếu công kích linh hồn không làm gì được ngươi, vậy ta trực tiếp cắt đầu ngươi, ngươi dù sao cũng phải chết. Là một sát thủ, hắc y nhân hắc quỷ này tốc độ rất nhanh, ẩn ẩn có thể bằng với tu sĩ chiến đế đỉnh phong khác. Chết đi! Hắc quỷ cười lạnh một tiếng, đoàn kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm mang lao thẳng tới Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, chậm rãi nâng tay phải lên ngăn khuất trước người, một màn này ở trong mắt hắc quỷ thật khôi hài biết bao. Bản thân đường đường dùng kiếm đạo ý chí của chiến đế hậu kỳ. Nếu như bị cánh tay của một người bình thường như ngươi chặn lại, vậy há không phải để thiên hạ cười chê? Bang, khiến hắc quỷ mắt trợn tròn là, lúc kiếm mang hắn va chạm trên cánh tay Tiêu Phàm, vậy mà phát ra thanh âm kim loại va chạm, đốm lửa bắn tứ tung tại hư không? Không thể nào, hắc quỷ bỗng nhiên lúc lắc đầu, một màn này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của hắn. Một người bình thường, làm sao có thể dùng cơ thể ngăn trở công kích của chiến đế cảnh chứ? Nói ra khẳng định không ai tin, nhưng mà bây giờ hắn lại tự mình trải qua tình cảnh này. Kỳ thật hắc quỷ không tin là rất bình thường, bởi vì Tiêu Phàm lần đầu tiên biết cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cường độ thân thể hắn đáng sợ đến cực điểm. Nửa tháng trước, Tiêu Phàm ngẫu nhiên đụng phải một bát giai hồn thú kia muốn dùng móng vuốt xé vụn Tiêu Phàm. Lúc ấy Tiêu Phàm theo bản năng lấy tay ngăn cản, nắm thành một nắm đấm đánh ra. Lúc nắm đấm tung ra, Tiêu Phàm liền hối hận, nhưng khiến hắn kinh hãi là, lúc móng vuốt hồn thú đụng vào nắm đấm của hắn, móng vuốt hồn thú kia vậy mà bị gãy. Việc này cực kỳ quỷ dị, về sau Tiêu Phàm lớn mật lại tìm vài hồn thú thử nghiệm mấy lần, những hồn thú đó không ngoài dự liệu liền bị hắn dùng nắm đấm hạ gục. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài hồn lực không cách nào khôi phục, tu vi cũng không còn, thực lực và tốc độ hắn có vẻ như còn cường đại hơn so với trước kia. Tay không xé hồn thú. Nói ra người khác không tin, nhưng Tiêu Phàm lại có thể tùy tiện làm được, đây cũng là nguyên nhân hắn chuẩn bị rời khỏi bạo loạn chi hải, bởi vì hắn đã có sức tự vệ. Điểm này, đến cả Long Vũ cũng không biết. Cút ngay cho ta,
Long Vũ phẫn nộ hét ta, nàng bị ba người vây quanh, trong lúc nhất thời không thoát được ra. Nếu như Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Có điều, ba người xích huyết vẫn gắt gao bám lấy Long Vũ, không cho nàng ra tay cứu Tiêu Phàm. Tiếp này, Hắc Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đoạn kiếm trong tay rung động, mấy đạo kiếm mang liên tục chém về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trực tiếp lấy hai tay làm vũ khí ngăn cản. Tất cả công kích của Hắc Quỷ, toàn bộ bị Tiêu Phàm ngăn cản được, hắn sợ hãi gầm to, ngươi không phải người. Một con người, làm sao có thể đáng sợ như thế, sức mạnh thân thể mà có thể chặn được công kích của chiến đế hậu kỳ, cho dù chiến thánh cũng không làm được. Ngươi đoán đúng rồi đó. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười kia vô cùng âm trầm, sau một khắc, Tiêu Phàm rốt cục di chuyển. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, một tay hắn đã gắt gao bấm vào cổ Hắc Quỷ, hung hăng đâm vào một cây cổ thụ. Rầm rầm rầm, cổ thụ trực tiếp sụp đổ, thân ảnh hai người tiếp tục bắn ra, một đường đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Long Vũ cùng ba sát thủ Diêm La Phủ đang đại chiến. Tất cả đều bị động tĩnh chỗ Tiêu Phàm thu hút. Mấy người nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời quên cả chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Bọn xích huyết nghĩ không ra, tiểu tử này không phải là người bình thường sao, làm sao có thể cường đại như thế, bấm vào cổ Hắc Quỷ một đường mạnh mẽ đâm tới, việc này người bình thường khó có thể làm được. Việc này cần bao nhiêu lực khí mới có thể dùng phá tan tất cả. Đôi mắt Long Vũ đẹp lấp lóe, lại buông lỏng một hơi. Sau khi chấn kinh, nàng càng quan tâm tới an nguy Tiêu Phàm hơn, nhìn thấy Tiêu Phàm không có việc gì, nàng nghiến răng nói, đã khôi phục tu vi lại còn dám gạt ta, hại ta phí công lo lắng, tí nữa ta cho ngươi đẹp mắt. Oanh một tiếng, tốc độ Tiêu Phàm rốt cục chậm lại, một tay trực tiếp ấn Hắc Quỷ vào một viên đá to lớn, xa xa nhìn lại, xuất hiện một cái lỗ thật sâu hình người. Qua lục phủ ngũ tạng của Hắc Quỷ bị chấn vỡ, trong miệng không ngừng phun máu. Toàn bộ tụ lại ở trên mặt hắn. Con người hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đều là vẻ kinh khủng cùng sợ hãi, thân thể giãy giụa mấy lần, cuối cùng không còn sức sống. Nếu có người kiểm tra thi thể hắn, nhất định sẽ phát hiện, lục phủ ngũ tạng cùng toàn thân kinh mạch hắn tất cả đều bị chấn vỡ. Chơi trò này nhẹ nhàng quá. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, nhàn nhạt phun ra một câu, tựa như làm một chuyện không có ý nghĩa. Chơi trò này nhẹ nhàng quá. Mấy người xích huyết nơi xa nghe vậy, trong lòng xúc động muốn chửi, chúng ta đều là sát thủ Diêm La Phủ, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta chơi người khác, không có chuyện người khác chơi chúng ta. Thế nhưng Hắc Quỷ chết, khiến bọn hắn bị đả kích rất lớn, ba người không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy kiểu chết của Hắc Quỷ, toàn bộ quá trình rất đơn giản, có thể nói là Tiêu Phàm mạnh mẽ đâm tới, đụng Hắc Quỷ chết. Quá trình này kéo dài mấy giây, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hắc Quỷ thống khổ thế nào, bị Tiêu Phàm bóp cổ, đoán chừng lúc đó hắn rất muốn gào thét ra, đáng tiếc căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Đến các ngươi rồi. Con ngươi sắc bén của Tiêu Phàm nhìn về phía ba người xích huyết, giống như một chuôi đao nhọn cắm vào lồng ngực mấy người. Đi, xích huyết bị ánh mắt Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đâu còn dám ở lại chỗ này, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai cũng đừng mong đi được, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lần nữa phóng tới một hắc y nhân gần nhất, lại một thanh âm vang lên, Long Vũ, đừng để bọn hắn chạy. Được, Long Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, giữa thiên địa đột nhiên bông tuyết bay bay, trong bông tuyết thánh khiết lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm, hư không chung quanh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Băng phong. Bàn tay nắm lại, bông tuyết đột nhiên kích xạ ra từng đạo hàn khí, khóa xung quanh mấy trăm trượng lại, tốc độ ba người xích huyết bị hạn chế đi rất nhiều. Hơn nữa Tiêu Phàm không hề chậm, hắn từ bên ngoài xông vào, trực tiếp bóp lấy cổ một người trong đó, một cước đạp nát giái hắn, hắc y nhân kia đau đến mức nhe răng trợn mắt, sau đó Tiêu Phàm dùng lực uốn éo, cố chấp vặn cổ của hắn. Một màn này, hai người còn lại nhìn thấy mà sắc mặt phát lạnh. Hai người điên cuồng phá vỡ không gian băng phong, muốn chạy trốn. Tứ trọng băng chi ý chí, ngươi là tu sĩ chiến đế đỉnh phong. Mấy người thử mấy lần, lại phát hiện không gian băng phong này cường đại hơn so với bọn hắn tưởng tượng,
ánh mắt hai người nhìn về phía Long Vũ cũng thay đổi. Bây giờ mới biết à, sát thủ các ngươi thật đúng là không xứng với cái tên sát thủ. Tiêu Phàm hướng về phía hai người, cũng không lập tức giết bọn hắn, tựa như cố ý tra tấn bọn hắn. Có Long Vũ ngăn bọn hắn lại, hắn đối phó từng người, bọn hắn muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Chúng ta chính là Diêm La Phủ, nếu ngươi giết chúng ta, Diêm La Phủ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diêm La Tử tất nhiên sẽ băm ngươi thành tám mảnh. Xích Huyết uy hiếp, cảm nhận được sát ý nồng đậm trong ánh mắt Tiêu Phàm, trong lòng hắn phát run. Diêm La Phủ, ngươi chắc không biết ta là ai. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Không đề cập tới Diêm La Phủ còn tốt, vừa nhắc tới Diêm La Phủ, Tiêu Phàm liền nhớ lại chuyện Huyết Lâu, sát ý càng đậm. Ngươi là ai? Xích Huyết không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng lộp bộp một cái, chẳng lẽ người này là kẻ địch của Diêm La Phủ? Cửu trưởng lão Huyết Lâu, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể lần nữa cử động, vô số băng tinh tựa như cố ý nhường đường cho hắn. Lóe trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trước người một hắc y nhân khác, một cước đá vào bên dưới hắn, sau đó một quyền đánh vào trên lồng ngực hắn. Kinh mạch và xương cốt của hắc y nhân toàn bộ bị chấn nát, thân thể như một bãi thịt nát ngã xuống đất. Mặc dù không có thủ đoạn công kích trước kia, nhưng thủ đoạn Tiêu Phàm càng thêm lăng lệ, dùng bốn chữ hình dung chính là thô bạo đơn thuần. Xích Huyết nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh, kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, quên cả chạy trốn, chậm chạp nói, cửu trưởng lão Huyết Lâu, ngươi là người thừa kế Huyết Lâu. Xích Huyết lúc hơn 3 tháng trước liền tiến vào bạo loạn chi hải, lại không biết thân phận Tiêu Phàm, bằng không mà nói, ngay từ đầu hắn liền chạy trốn, đâu còn dám uy hiếp Tiêu Phàm. Người Diêm La Phủ ở chỗ này làm gì? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một cỗ khí thế đáng sợ ép về phía Xích Huyết, sát thủ Diêm La Phủ, không có lý do chạy tới chỗ sâu bạo loạn chi hải này. Không cần nghĩ cũng biết chắc không đơn giản. Ta không biết. Xích Huyết liền vội vàng lắc đầu, dư quang thỉnh thoảng quét ra xung quanh, hắn phát hiện một vấn đề, Tiêu Phàm mỗi lần giết chết một người đều sẽ xuất hiện ở mặt đất, có vẻ như không thể phi hành. Là một sát thủ, sức quan sát của Xích Huyết vô cùng nhạy cảm, hắn quả thực phân tích không sai, Tiêu Phàm không có hồn lực căn bản không thể phi hành. Không biết, đã như vậy, vậy không cần phải giữ lại ngươi. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, xông ra lần nữa như là đạn pháo. Mặc dù hắn không thể thi triển hồn lực, nhưng mà sức mạnh thân thể hắn vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng nhảy lên mấy chục trượng. Xích Huyết thấy thế, khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực một kiếm chém về không trung, hàn băng không trung bỗng nhiên nổ tung, hắn hóa thành một tia sét, xông thẳng lên. Ha ha, ngươi không bay được, vĩnh viễn cũng không đuổi được ta. Ta sẽ đem tin tức ngươi ở chỗ này nói cho Diêm La Tử. Ta nghĩ hắn sẽ rất hứng thú. Xích Huyết thấy sắp chạy trốn ra khỏi không gian băng phong, lập tức kích động gào lên. Hắn mặc dù không làm gì được Tiêu Phàm cùng Long Vũ, nhưng mà với thực lực Diêm La Tử, giết chết bọn hắn khẳng định rất dễ dàng. Nhất là thân phận Huyết Lâu cửu trưởng lão của Tiêu Phàm, Diêm La Tử nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc. Người vĩnh viễn cũng không gặp được Diêm La Tử mà ngươi nói. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Xích Huyết, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống. Băng tinh trưởng, cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, phía trên không trung, một bàn tay to lớn gào thét xuống. Xích Huyết vừa mới chạy khỏi không gian băng phong, bị một cỗ đại lực tung bay, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Không, Xích Huyết ngửa mặt lên trời gào thét, vừa rồi bởi vì quá kích động. Hắn quên mất đối phương còn có Long Vũ. Vừa nghĩ tới kiểu chết trước đó của hai hắc y nhân, Xích Huyết cũng cảm giác phía dưới trở nên lạnh lẽo, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Oanh một tiếng, Xích Huyết hung hăng đập xuống mặt đất, thể nội truyền đến thanh âm răng rắc, trong lòng giận mắng không thôi, mỹ nữ này thật quá hung ác. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, răng rắc một tiếng, một thanh âm như trứng vỡ truyền đến. Ngay sau đó, như thanh âm giết heo vang vọng trời cao, dọa vô số chim chóc. Xích Huyết co do thân thể, trong mắt vằn vện tia máu, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, kinh mạch bành trướng cực đại, thiếu chút nữa thì vỡ ra. Hắn rất muốn ra sức giãy giụa, nhưng mà thân thể bên dưới lại bị một chân gắt gao dẫm lên, căn bản không thể động đậy. Tư vị đoạn tử tuyệt tôn thật không dễ chịu a. Trong miệng ngươi không phải có thuốc độc sao,
sao không lựa chọn tự sát? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lại nhìn thấy Tiêu Phàm cúi xuống thân thể, nghiền ngẫm nhìn hắn, khóe miệng cong lên. Nếu như không phải bởi vì sức mạnh thân thể hắn vô cùng cường đại, có lẽ vừa rồi hắn đã chết, đối với những người này, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Chủ yếu là, bọn hắn còn có ý định đụng tới Long Vũ, Tiêu Phàm càng không thể bỏ qua bọn hắn. Nếu như không phải Long Vũ ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ để mấy nam nhân bọn hắn, đánh, lẫn nhau, xem như trừng phạt to lớn nhất đối với bọn hắn. Sở dĩ không lập tức giết chết hắn, bởi Tiêu Phàm có dự định của hắn, hắn rất muốn biết rõ, sát thủ Diêm La Phủ vì sao lại xuất hiện ở bạo loạn chi hải. Xích Huyết nhe răng trợn mắt, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, giờ phút này hắn rất muốn tự sát, nhưng mấu chốt là trong miệng hắn cũng không có độc dược. Đột phá đến chiến đế cảnh, bọn hắn đều nghĩ đến sẽ có một ngày bị người khác bắt sống, chuyện tự sát căn bản sẽ không phát sinh trên người bọn hắn, cho nên cũng không chuẩn bị độc dược. Ô ô mấy tiếng, Xích Huyết đã đau đến không muốn sống, mà ở dưới chân Tiêu Phàm lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhìn qua Tiêu Phàm không có bất kỳ tu vi gì, nhưng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn cả Long Vũ. Ta nói tất cả những thứ ta biết cho ngươi, ngươi thả ta đi. Hồi lâu, Xích Huyết rốt cục nói ra một câu. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, nếu như hiện tại hắn nắm giữ hồn lực, liền trực tiếp thi triển chủng ma chi thuật, đâu cần phải nói nhảm cùng hắn nhiều như vậy. Xích Huyết khẽ cắn môi. Hai mắt đỏ lên nói, chúng ta nhận lệnh của phủ chủ, đến bạo loạn chi hải tìm kiếm tu la bí cảnh cùng tu la điện. Tu la bí cảnh cùng tu la điện, Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, trong lòng hơi kinh hãi, có điều cũng không cắt ngang lời nói của Xích Huyết. Hành động lần này do Diêm La Tử cầm đầu, nếu như tìm được tu la điện, tam đại phán quan có thể cũng đích thân đến. Có điều hơn 3 tháng đã qua, thời gian của chúng ta chỉ còn nửa tháng. Xích Huyết lại tiếp tục nói. Chỉ có vậy, Tiêu Phàm nheo mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xích Huyết, muốn nhìn thấu xem hắn có nói dối hay không. Diêm La Phủ tam đại phán quan Tiêu Phàm tất nhiên có nghe nói, vô thường phán quan hắn còn thấy tận mắt, lúc trước bởi vì hắn giết độc cô Trường Giật, vô thường phán quan muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vẫn may túy ông kịp thời tới. Có điều cho dù hiện tại, Tiêu Phàm hồi tưởng lại vô thường phán quan lúc trước, vẫn có chút nhìn không thấu. Nghĩ đến vô thường phán quan cũng ít nhất là tu vi chiến thánh cảnh trung kỳ trở lên. Nhưng mà, vô thường phán quan ở trước mặt túy ông thì dũng khí hoàn thủ cũng không có. Điều này cũng không khỏi làm Tiêu Phàm một lần nữa đánh giá lại thực lực của túy ông. Xem ra ta luôn đánh giá thấp thực lực sư phụ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Ta địa vị tại Diêm La Phủ không cao, chỉ biết có từng ấy. Xích Huyết tranh thủ nói. Sợ Tiêu Phàm tiếp tục tra tấn hắn. Tại sao chỉ còn nửa tháng, nếu như nửa tháng tu la điện không mở ra, vậy thì như thế nào? Tiêu Phàm vẫn có chút không cam lòng, hắn luôn cảm giác chuyện lần này không đơn giản. Ta cũng không rõ, có điều Diêm La Tử mệnh lệnh đe dọa chúng ta, nếu như không tìm thấy tu la điện, chúng ta đều phải chết. Xích Huyết đầu lắc như trống. Vừa nói đến Diêm La Tử, hắn liền lạnh run một cái, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lại không có dũng khí uy hiếp Tiêu Phàm như lúc trước. Diêm La Tử là ai? Tiêu Phàm cau mày một cái, mấy người này cứ nhắc đến Diêm La Tử, sự sợ hãi trên mặt liền phát ra từ nội tâm. Diêm La Tử Xích Huyết vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, thần sắc biến đổi, đưa tay một chưởng đánh tới Tiêu Phàm, hoàn toàn không thèm để ý đến phần thân dưới đang đau. Tiêu Phàm cẩn thận. Long Vũ kêu lên sợ hãi, nàng luôn đứng ở bên cạnh nhìn Tiêu Phàm. Không nghĩ tới Xích Huyết đột nhiên bạo khởi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Xích Huyết sẽ xuất thủ với hắn, có điều Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, không chút do dự tung ra một chưởng, đối kích cùng một chưởng của Xích Huyết. Oanh, hai chưởng chạm vào nhau, thân thể Tiêu Phàm rút lui hai bước, trong miệng Xích Huyết phun ra mấy ngụm máu tươi, xét về lực lượng, hắn đâu có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Có điều, hắn không mảy may quan tâm thương thế trên người, cấp tốc lui lại. Lật cái té ngã tại hư không, liền vững vàng rơi xuống phía trên một cây đại thụ. Tiêu Phàm, người không sao chứ? Long Vũ chạy đến bên người Tiêu Phàm, quan tâm hỏi. Không sao. Tiêu Phàm ngăn Long Vũ lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn híp hai mắt nhìn Xích Huyết.
mặc dù nhìn không thấy gương mặt dưới mặt nạ kia, nhưng mà Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, giờ phút này khí chất xích huyết đã hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Loại cảm giác này rất phi diệu, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa, xích huyết cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Thấy xích huyết không mở miệng, Tiêu Phàm trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Long Vũ không hiểu nhìn Tiêu Phàm, đây không phải chính là sát thủ tên xích huyết vừa rồi à, chẳng lẽ Tiêu Phàm đột nhiên biết hắn? Ngươi không phải muốn biết rõ Diêm La Tử sao? Xích huyết đột nhiên mở miệng nói, thanh âm vô cùng bén nhọn chói tai, hoàn toàn không giống vừa rồi. Thanh âm hắn làm sao lại thay đổi? Long Vũ kinh ngạc nhìn xích huyết, trong mắt đều là vẻ khó tin, một người đang yên đang lành, tại sao lại biến thành người khác? Có điều Long Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn qua xích huyết lấp lóe nói, ta nghe nói nam nhân nếu như bị cắt đứt chỗ đó, thanh âm liền sẽ biến bén nhọn, chính là cái kiểu giống con gái kia. Nhưng mà ngươi thế này cũng quá nhanh đi, không phải ngươi vừa rồi bị Tiêu Phàm một cước giẫm nát à? Phốc, Tiêu Phàm nghe vậy, suýt chút cười sặc, lập tức phình bụng cười to, hắn thực sự bị sự ngây thơ của Long Vũ đánh bại, vậy mà liên tưởng đến thái giám cung đình. Có điều nghĩ như vậy cũng không tệ, hơn nữa là Đại Long Đế Triều cung chủ, Long Vũ cũng là tận mắt thấy người như vậy. Ngươi tự tìm cái chết, xích huyết phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn tưởng rằng Long Vũ đang cố ý trêu chọc hắn, có điều cho dù nổi giận, thanh âm hắn cũng có chút bén nhọn. Một trường sau đó đánh tới Long Vũ, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người Long Vũ. Ta rốt cục biết rõ Diêm La Tử là ai. Hóa ra là cái tên nhân yêu chết tiệt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tùy tiện cười một tiếng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, xích huyết hiện tại chính là Diêm La Tử. Thủ đoạn loại này tựa như Tiêu Phàm tu luyện chủng ma chi thuật, Diêm La Tử khống chế tư tưởng xích huyết từ xa. Chỉ là Diêm La Tử lĩnh ngộ loại thủ đoạn này, so với chủng ma chi thuật có chút khác biệt, đến thanh âm cũng là của Diêm La Tử, so với chủng ma chi thuật lại kém hơn nhiều. Nhìn thấy xích huyết đánh tới, Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp lên mặt đất, tính chất lực lượng bạo tạc từ trên người hắn nở rộ ra, như tiễn rời dây cung đập ra. So với tốc độ của xích huyết, Tiêu Phàm phải nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt liền ngăn khuất trước người Long Vũ, một quyền giận oanh mà ra. Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, sắc mặt xích huyết biến hóa, muốn lui ra sau cũng đã không kịp, quyền cương Tiêu Phàm oanh trúng ngực hắn. Tiểu tử, ngươi chờ đấy. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập bên trong cổ lâm. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, nhớ kỹ cái tên Diêm La Tử này, mặc dù thanh âm hắn rất thái giám, nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không dám khinh thường hắn. Xích huyết rõ ràng chỉ là chiến đế hậu kỳ, nhưng mà sau khi bị Diêm La Tử khống chế, thực lực phát huy lại lên hẳn chiến đế đỉnh phong. Điểm này, Tiêu Phàm nắm giữ chủng ma chi thuật tất nhiên cũng làm được, chính bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới hơi chút kiêng kỵ. Diêm La Tử rõ ràng tu luyện loại công pháp giống chủng ma chi thuật, bằng vào điểm này, Tiêu Phàm cũng không thể không để tâm. Tiêu Phàm, thực lực ngươi, nhìn thấy xích huyết chết đi, Long Vũ lúc này mới hỏi thăm tình hình Tiêu Phàm. Rời khỏi nơi này trước đã. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, Diêm La Tử khống chế xích huyết. Chỗ này tất nhiên đã bại lộ, còn ở lại chỗ này, khẳng định sẽ gặp không ít phiền phức. Huống chi, tình trạng cơ thể hắn hiện tại, cũng không biết làm sao giải thích với Long Vũ, nhưng mà Tiêu Phàm lại không muốn lừa gạt Long Vũ, liền dứt khoát mượn cớ rời đi rồi tính. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ từ lúc hai người rời đi, mấy đạo lưu quang từ phía chân trời đáp xuống, rơi vào vị trí cổ lâm của Tiêu Phàm cùng Long Vũ trước đó. Trong cổ lâm vẫn tràn ngập khí huyết tinh nồng đậm. Nhưng Tiêu Phàm cùng Long Vũ đã không thấy tăm hơi. Một người cầm đầu, chính là Diêm La Tử tà mị, khí tức lạnh lùng từ trên người hắn lan tràn ra, bốn người sau lưng hắn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Với hiểu biết của bọn hắn với Diêm La Tử, tình huống thế này, Diêm La Tử đã hoàn toàn động sát tâm. Chẳng lẽ trong những người chết đi ở đây có người quan trọng đối với Diêm La Tử? Mấy người lắc đầu, Diêm La Tử hung tàn thành tính, ngoài phủ chủ ra. Căn bản không có bất kỳ người thân nào, không có ai khiến hắn tức giận như thế. Nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm dám mắng hắn là nhân yêu chết tiệt, đoán chừng cũng sẽ bội phục dũng khí Tiêu Phàm, bởi vì đây là chuyện Diêm La Tử ghét nhất.
truyền lệnh tất cả mọi người, phàm là nhìn thấy một nam một nữ liền giết không tha, người đưa đầu tới có thể đề thăng làm thân vệ cho bản thánh tử. Diêm La Tử quát ầm lên. Rõ. Bốn người gật đầu, đồng loạt bay đi về bốn phía. Cách bên ngoài trên trăm trượng, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt lóe lên một tia cười tà. Tiêu Phàm, bạo loạn chi hải rất lớn, bọn hắn trong thời gian ngắn không tìm thấy chúng ta, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Long Vũ sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng không biết nói thế nào. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, mặc dù ta vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của hồn hải cùng hồn lực, nhưng mà kinh mạch và gân cốt ta lại cường đại đến mức đến ta còn sợ hãi. Tiêu Phàm không nói dối, bản thân hắn cũng không biết ranh giới cuối cùng của bản thân ở đâu. Hắn cảm giác chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền hoàn toàn có thể giao phong cùng tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ. Loại tình huống này khiến chính hắn cũng lo lắng không thôi, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có điều Tiêu Phàm tận lực nghĩ về mặt tốt. Giờ phút này tình huống thân thể, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là bây giờ chưa dám xác định mà thôi. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Hại ta còn lo lắng cho ngươi. Long Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, u oán nhìn Tiêu Phàm nói. Ta không phải sợ ngươi lo lắng đó sao, cho nên dứt khoát không nói gì. Tiêu Phàm hổ thẹn nói. Thôi bỏ đi, tha thứ cho ngươi. Có điều lần sau còn thế này, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Vũ vặn vặn nắm tay nhỏ, mặc dù ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhưng trong mắt đều là nhu tình. Được. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng thì oán thầm một trận, chuyện thế này ta không muốn có lần sau, tu vi nếu như có thể khôi phục còn được, nếu như không thể khôi phục, vậy sẽ thật phiền phức. Tiếp theo hai người lại trầm mặc, ở cùng với Tiêu Phàm, Long Vũ đã cảm thấy đầy đủ, trong lòng ấm áp. Căn bản không cần nói cái gì. Nơi này đâu đâu cũng có người Diêm La Phủ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu Long Vũ mới mở miệng, con mắt lóe ra, nếu không chúng ta bắt mấy người Diêm La Phủ, để bọn hắn mang theo chúng ta rời đi. Ta đoán chừng, Diêm La Phủ không ít người bị nhân yêu chết tiệt kia khống chế, muốn hỏi đường rất có thể bại lộ thân phận. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó khóe miệng dương lên nói, trước đó ta còn muốn rời đi. Nhưng mà hiện tại, ta lại không muốn rời đi. Ngươi cũng muốn đi tìm Tu La Điện kia. Long Vũ làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Những ngày qua ở cùng Tiêu Phàm, nàng thiếu chút nữa thì biến thành run đũa trong bụng Tiêu Phàm. Chỉ cần thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, nàng liền biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị làm gì. Ngừng lại sau đó lại thầm nghĩ, với thực lực hai người chúng ta, có thể không phải đối thủ Diêm La Phủ. Huống chi, bạo loạn chi hải này rất lớn. Muốn tìm được Tu La Điện cũng không dễ dàng. Ngươi nói cũng đúng. Thần sắc Tiêu Phàm ảm đạm, thở dài một hơi, lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, hét lớn, chờ đã. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh một vũng nước, tìm một nhánh cây, bắt đầu quơ múa trên bùn đất ướt át. Long Vũ lẳng lặng đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, không hề quấy rầy, ngược lại nhìn vô cùng nhập thần, có điều trong con ngươi nàng chỉ có Tiêu Phàm. Không còn gì khác. Ha ha, xem ra còn phải cảm tạ Lăng Thiên. Thanh âm Tiêu Phàm kích động đánh thức Long Vũ. Trên mặt bùn đất, có một bức vẽ, bức họa vẽ một mạch mà thành, giống như thật. Tiêu Phàm dù sao cũng là hồn điêu sư cấp truyền kỳ, trình độ vẽ tranh không hề thấp. Bản địa đồ này, chính là một bộ trong quyển gia cừu mà Tiêu Phàm tìm được bên trong hồn giới Lăng Thiên. Nếu như không phải Tiêu Phàm nắm bản lĩnh nhìn qua là không quên được. Hắn thật đúng là vẽ không ra. Quyền gia cừu bây giờ hắn vẫn để ở trong hồn giới, mặc dù hồn giới vẫn trong tay hắn, nhưng Tiêu Phàm không có hồn lực, căn bản không mở ra được. Long Vũ đi đến bên người Tiêu Phàm, nhìn một bản vẽ kia, kinh ngạc nói, đây là một bản đồ. Không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là vị trí Tu La Điện. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ một chỗ sơn cốc cực kỳ kín đáo giữa bản đồ nói. Ngươi chắc chắn như vậy. Long Vũ nửa tin nửa ngờ, đột nhiên vẽ ra một bản đồ, nói nơi này là vị trí Tu La Điện, như vậy ai cũng không thể tin được. Hay là chúng ta đánh cược, nếu như ở chỗ này thì thế nào? Tiêu Phàm cười nói, trong lòng hắn vô cùng tự tin, 8-9 phần 10 xác định Tu La Điện ở chỗ này.
Bởi vì Lăng Thiên căn cứ theo tấm bản đồ này tìm tới vô tận chi hỏa, hơn nữa còn thành công dung hợp vào trong thiên hỏa kỳ lân. Cược thì cược, nếu như ta thắng, ngươi cưới ta, nếu ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi, thế nào? Long Vũ nghiễm nhiên cười nói, nụ cười trên mặt nàng tỏa sáng đến ánh nắng còn có chút xấu hổ. Vậy mà là cá cược à? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nhìn thấy Long Vũ lộ ra vẻ thất vọng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi có phát hiện, sơn cốc này rất quen thuộc không? Trong lòng hắn lại bổ sung một câu, xem ra bất luận chuyện gì đều có nhân quả, trước đó ta luôn muốn rời khỏi bạo loạn chi hải, nếu như không phải ta không thể phi hành, cũng lại sợ lạc trong đó, cũng sẽ không cố ý chú ý sơn mạch cùng địa hình. Long Vũ nhìn chằm chằm địa đồ, cuối cùng vẫn lắc đầu, bọn hắn luôn hành tẩu trong cổ lâm, nàng đâu chú ý đến địa hình. Ngược lại Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn ra xa hướng đi bốn phía sơn mạch, hắn có lẽ có khả năng nhớ được. Đi thôi, sơn cốc kia cách nơi này không xa, với tốc độ của chúng ta, một ngày liền có thể tới nơi. Tiêu Phàm cười nói, quay người liền biến mất trong rừng. Long Vũ không chút do dự cùng đi lên, sợ Tiêu Phàm chạy mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.